Ma trang do tạp chính, không đúng, không đúng. Trên đỉnh tòa nhà cao tầng bên ngoài thành phố vệ tinh, người đàn ông mặc vét đỏ đột nhiên mở mắt, hàng lông mày nhíu chặt lại. Cậu bé có cái đầu lớn đứng bên cạnh chợt cảm thấy căng thẳng, sao vậy? Cương mặt của người đàn ông mặc vét đỏ hơi tái nhợt, mang theo một sự nghi ngờ không thể giải thích được. Hắn ta giơ tay trái của mình lên, nhẹ nhàng ngoắt ngoắt ngón tay út, lại ngoắt ngoắt ngón tay trỏ, sau đó năm ngón tay cuộn tròn lại với nhau hắn ta dùng sức nắm chặt bàn tay, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, như mù tịt không biết gì. Qua một lúc hắn ta mới nhẹ nhàng mở miệng nói, con rối ta để lại chỗ kia giờ cũng không liên lạc được nữa rồi. Như kiểu mối liên hệ giữa ta và bọn nó đã bị cắt đứt hoàn toàn vậy, cậu bé có cái đầu lớn hơi sửng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tần nhiên bình tĩnh, con nào? Giọng nói của người đàn ông mặt vét đỏ hơi khàn, hắn ta trầm mặt một lúc mới nói, tất cả. Tần nhiên không nói gì nữa, sau đó như nghĩ tới chuyện gì, hắn ta bèn nhìn về hướng thành phố Thanh Cảng, vạch kim trên bản đồng hồ trên tay hắn ta có dao động cực lớn, vẽ ra từng góc nhọn. Cậu bé có cái đầu lớn đứng bên cạnh nghiêng đầu đánh giá người đàn ông mặc vét đỏ, kinh ngạc hỏi, ngươi nói câu này hơi kỳ lạ đấy, sao con rối có thể tự dưng biến mất được, có khi nào do khoảng cách quá xa, vượt qua cả phạm vi ngươi có thể không chế không? Không thể nào. Người đàn ông mặc vết đỏ lắc đầu, nói: "Trong phạm vi 10 km, ta đã thử rất nhiều lần rồi, tần nhiên vẫn bình thản, nhẹ giọng nói: "Trước khi bị cắt đứt mối liên hệ, ngươi có nhìn thấy cái gì không?" Người đàn ông mặc vết đỏ trầm tư suy nghĩ một lúc, nói: "Trước khi ta nhập vào cơ thể con rối, vì kết cấu não bộ và quá trình cải tạo của mỗi con rối là khác nhau, ta cũng phải trải qua một hồi rối loạn mới có thể hoàn toàn kiểm soát được nó. Vì vậy, trước khi ta dọn dẹp sạch sẽ phạm vi tầm nhìn sẽ xuất hiện một mức độ tạp âm nhất định sẽ có ảo giác và sẽ có những lỗ hổng lớn nhấp nháy nói đến đây hắn ta dừng lại một chút rồi nói tiếp ta cũng không biết có phải là ảo giác hay không nữa lần này khi mở mắt dường như ta nhìn thấy một người phụ nữ cô ấy mỉm cười nhìn về phía ta cậu bé có cái đầu lớn hơi sửng sốt thấp giọng nói ngươi thèm phụ nữ đến điên rồi à người đàn ông mặc vét đỏ không đáp lời chỉ lẳng lặng nhìn về phía tầng nhiên Vậy không cần đợi nữa, Tần Nhiên lẳng lặng tựa như đang suy tư cái gì đó, nhìn về hướng thành phố thanh cảnh. Sau một lúc lâu, hắn ta đột nhiên nhìn vào chiếc điều khiển màn hình từ xa trên tay, bên trên chiếc điều khiển có một cái nút màu đỏ, chuẩn bị rút lui, cậu bé có cái đầu lớn kinh ngạc hỏi, "Đại ca, có ghi chép số liệu về quá trình này cũng không nhất định sẽ lấy được tiền đâu." Nhiệm vụ ghi chép số liệu về thí nghiệm đạn ô nhiễm tinh thần, công bố thất bại. Tần nhiên nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh, cùng lúc đó, hắn ta đã quay người lại làm động tác rút lui với người canh gác. Nhưng việc hắn đưa ra quyết định này lại làm cho cậu bé có cái đầu lớn và người đàn ông mặc vét đỏ kinh ngạc, hai người họ dường như không nghĩ đến đại ca lại dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ này như vậy. Biết tại sao ta có thể sống lâu được như vậy không? Tần nhiên như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hai người họ, hắn ta nhìn về phía họ cười, nói, tuy ta có năng lực nhưng vẫn luôn duy trì sự cẩn thận của một con người bình thường lúc nào nên rút ta sẽ không tham lam mà tiếp tục vừa nói hắn ta không một chút do dự nhẹ nhàng ấn vào cái nút kia xảy ra chuyện gì vào lúc âm thanh cây kéo vang lên đâu đâu cũng có người hoảng sợ dưới bức tường cao có người đang cầm máy ảnh núp dưới cánh cửa khuất người đó cẩn thận nhắm ống kính vào một người đang đứng trên trường lực mơ hồ bị bóp méo hoặc nhìn giống như một thanh niên đang bay trên không trung. Hắn là một điều tra viên có thâm niên, hắn biết không thể nào chụp lại sự tồn tại của quái vật tinh thần, cho nên hắn chỉ có thể chụp lại mọi hành động của cậu thanh niên kia. Trong suốt quá trình này, thân hình vặn vẹo đến mức khoa trương của đối phương đã đạt tới tốc độ cao nhất, thậm chí lúc hắn ta đối diện với quái vật tinh thần, vẻ mặt hắn ta lộ ra vẻ hưng phấn mà kinh miệt làm cho điều tra viên cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn không biết mình đang chụp cái gì, nhưng hắn biết tất cả đều rất có giá trị, vì thế hắn căng thẳng đến mức nín thở, chỉ biết âm thầm chụp ảnh. Đột nhiên ống kính của hắn ngắm thẳng vào đối phương, hình ảnh có vẻ hơi mờ đi và bức ảnh chụp ra không còn chân thực chút nào nữa, điều này làm hắn nghĩ rằng có vật gì đó ảnh hưởng đến ống kính, trong lòng thầm cả kinh ngẩn đầu lên theo bản năng. Sau đó hắn phát hiện, hắn không còn nhìn thấy bất cứ cái gì nữa, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, không thể kiềm chế được hoảng hốt kêu to một tiếng. Trong tai nghe, một giọng nói bình tĩnh truyền đến, "Chuột chuỗi, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn muốn trả lời nhưng cổ họng chỉ vang lên tiếng ứ ứ, không thể phát ra được bất cứ âm thanh gì, giống như dây thanh của đã hắn bị ai đó cắt đứt. Hắn dùng sức duỗi tay định chạm vào chiếc máy ảnh bên cạnh, nhưng trước khi đầu ngón tay của hắn chạm được đến máy ảnh, hắn lại phát hiện thân máy ảnh đang từ từ bị bóp méo rồi vỡ vụn, giống như bị một năng lực vô hình ép thành những mảnh nhỏ sự bí ẩn của Lục Tân đã được đẩy lên tới cực điểm, Tần Nhiên tưởng chừng là người qua đường nhưng lại chẳng qua đường chút nào. Vậy rốt cục hắn là ai? Chương 177, con bé thực sự lợi hại trên tòa nhà cao cách đó ngàn mét, một người phụ nữ đang quan sát chiến trường qua kính viễn vọng, ngay khi tiếng kéo cắt vang lên, cô ta ngay lập tức cảnh giác lùi lại phía sau một bước, đồng thời hơi không người xuống, cầm con dao găm màu đen trong tay, nhìn về hướng phát ra âm thanh nhưng cô ta lại phát hiện ra chỗ đó chỉ là một khoảng trống rỗng tuếch không có bất cứ một thứ gì tất cả như ảo giác vậy thậm chí ngay cả thiết bị báo động tinh thần cô ta đeo bên eo cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào chẳng lẽ do mình quá căng thẳng rồi sao người phụ nữ ngồi xổm xuống mặt đất một lúc mới chậm rãi đứng lên cô ta chỉ thấy gió từ cánh cửa sổ đang mở toang kia thổi vào khiến toàn thân phát lạnh cúi đầu xuống mới nhận ra phần áo trước ngực đã bị tách ra hai bên hoặc nhìn giống như bị ai đó dùng kéo cắt từ giữa ra điều này làm cô ta ngạc nhiên vội nhảy ra phía sau đồng thời lấy khẩu súng lục ra nhắm về phía trước rồi quay thật nhanh người lại nhắm về phía sau vẫn không có một cái gì cho đến lúc này cô ta mới phản ứng lại cúi đầu xuống nhìn thì thấy dưới lớp áo bị rách ra hai bên xuất hiện một vệt máu kéo dài từ bụng dưới đến tận cổ cô ta đột nhiên giật mình hóa ra không chỉ có mỗi áo bị cắt rách trong căn phòng kính một người ngồi yên lặng trên ghế sofa đang báo cáo tình hình trong kênh liên lạc đã được mã hóa. Ta nhìn thấy Đan Binh đang chiến đấu với một nhóm quái vật tinh thần. Sức công phá của con quái vật tinh thần đó rất cao, ta còn chẳng dám đến quá gần. Nhưng mà điều làm ta cảm thấy kỳ lạ là bây giờ Đan Binh không chỉ có một mình, bên cạnh hắn hình như tồn tại một nhóm tinh thần vặn vẹo. Giọng nói của hắn đột nhiên ngừng lại, âm thanh trong kênh liên lạc khe khẽ vang lên. Nói tiếp đi, cái gì vặn vẹo cơ? Nhưng sau khi nói một lúc lâu vẫn không thấy âm thanh từ đầu dây bên này, người bên kia kênh liên lạc phản ứng lại, đột ngột cắt đứt liên lạc. Người ngồi trên ghế sofa yên lặng như đã chết, hắn ta cứ lẳng lặng ngồi đó nhưng cái đầu đã lệch qua một lên. Dọn như vậy có được không? Dưới bức tường, Lục Tân không suy nghĩ đến những việc khác. Lúc này hắn chỉ muốn loại trừ sạch sẽ quái vật tinh thần này trước khi nó nuốt chửng mọi người dưới bức tường, sau khi đồng ý cho em gái mượn năng lực của mình, hay nói đúng hơn là sau khi hoàn toàn tin tưởng em gái và để con bé chỉ đạo công việc dọn dẹp này lục tân cảm thấy thư thái lạ thường hắn có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của con bé ở một mức độ nào đó hắn cũng phải thừa nhận rằng lúc này hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm như thể đã gỡ bỏ được một thứ gông cùng nào đó khỏi cơ thể đã rất lâu rồi hắn không có được cảm giác này trong trạng thái này hắn như một người ngoài cuộc hoàn toàn rời khỏi chiến trường chỉ đứng một bên theo dõi trận chiến đối với hắn cảnh hai quái vật giết nhau giống như một vở kịch đó là một cảnh tượng rất kỳ lạ hai quái vật được tạo thành từ việc ghép nhiều cái mặt người lại với nhau chỉ có điều những mặt người trên thân thể quái vật là dáng vẻ của người bình thường chúng dày đặc chi chít và mang những biểu cảm khác nhau còn những mặt người đã bị em gái làm ô nhiễm khuôn mặt nào cũng méo mó và hung ác tính công kích của nó cũng mạnh hơn một chút so với quái vật tinh thần trông có vẻ bình thường hơn kia nghĩ vậy lục tân thú vị hơn hắn vậy mà có thể cảm thấy một quái vật tinh thần khổng lồ và đáng sợ có vẻ bình thường hai quái vật dính chặt vào nhau dùng những cánh tay được tạo thành từ những cái mặt người của mình để xé xác nhau dùng những khuôn mặt trên thân thể chính mình để cắn xé những khuôn mặt trên thân thể của quái vật còn lại như hai bầy thú hoang tuy nhiên rõ ràng quái vật bên phía em gái có kích thước nhỏ hơn nhưng nó hung hãn hơn nó giống như một con chiêu hô méo mó còn đối phương chỉ là một con chó gôn đần béo ú và vụng về. Vì vậy, con bên phía em gái thoát cái đã đè lên cơ thể của quái vật còn lại, như thể muốn nhấn chìm nó hoàn toàn. Vô số khuôn mặt méo mó đang vùng vẫy, gặm nhấm lẫn nhau, quái vật tinh thần bị đè ở bên dưới gần như hoàn toàn không còn sức để kháng cự. Con bé thực sự rất lợi hại. Trong lòng lục tân không khỏi cảm thán, đồng thời nghĩ đến chuyện thật ra hắn vốn có thể giúp đỡ em gái bằng cách này. Xem ra hắn thực sự có rất nhiều bí mật, đợi khi nào có cơ hội, hắn phải tìm hiểu về bản thân nhiều hơn mới được, dù nói, hắn phát hiện ra rất nhiều bí mật của chính mình, nhưng câu nói muốn nghiên cứu về bản thân như vậy nghe vẫn có chút gì đó kỳ quái. Chương 178, kết thúc rồi, vù vù vù. Khi Lục Tân cảm thấy hơi yên tâm, thậm chí đang bắt đầu suy ngẫm về một số việc nào đó của mình thì một loại tín hiệu như có như không nào đó được truyền đến từ một nơi xa lục tân thấy quái vật tinh thần mập ú đó đột nhiên ngừng hết mọi động tác mặc cho quái vật tinh thần méo mó mà em gái đang khống chế cắn xé mình còn nó chỉ đứng bất động lúc này những khuôn mặt tạo nên cơ thể khổng lồ của nó đều đang lộ ra biểu cảm đờ đẫn và mơ màng sau đó cơ thể nó đột nhiên phóng ra một tín hiệu mạnh mẽ như thể có một sức mạnh vô hình đang lan tỏa ra xung quanh tạo ra một loại âm thanh chấn động không biết có phải là ảo giác của thính giác hay không mỗi khuôn mặt bắt đầu trở nên mơ hồ và đục ngầu như những bức tượng điêu khắc bằng băng tan ra rồi tụ lại sụp đổ và ẩn chứa sức mạnh đáng sợ ngoài sức tưởng tượng lục tân nhìn ra xa rồi khẽ nhíu mày không hay rồi bên ngoài khu đất hoang dưới bức tường phía nam dù lúc này những người đã rút lui không tiếp tục theo dõi lục tân nữa nhưng bất kể là thành viên của đội đặc nhiệm các binh lính của đội tuần tra hay đội điều tra ai cũng có trong tay một thiết bị kiểm tra tinh thần đặc chế vì vậy họ cũng cảm nhận được tín hiệu dao động tinh thần mạnh mẽ và dồn dập đó. Điều này khiến họ ý thức được một vấn đề, phải chăng quái vật tinh thần sắp phóng ra bức xạ cuối cùng? Trước đó, nhóm phân tích thông tin đã dự đoán được phản ứng cuối cùng của quái vật tinh thần này, việc giải phóng bức xạ tinh thần sẽ không khác gì một quả bom. Không chỉ những người dưới bức tường cao này, thậm chí tất cả những người bị ảnh hưởng bởi bức xạ này trong bán kính 10 km đều sẽ xảy ra chuyện Lục Tân ở lại đây, vốn là để giải quyết quả bom ô nhiễm tinh thần này, nhưng giờ đây, điềm báo của bức xạ đã xuất hiện, lẽ nào? Em gái. Khi Lục Tân nhận ra điều bất thường của quái vật tinh thần đó, trong lòng hắn vô thức gọi một tiếng. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy hơi lo lắng rồi lao về phía quái vật, nhưng khi hoàng hồn trở lại, hắn nhận ra mình không hề lao ra, người vừa lao ra chính là em gái hắn. Lúc này em gái trong chiếc váy trắng sọc sệt và bẩn thiểu từ trong thân thể hắn lao ra ngoài, sau đó con bé nhìn quái vật tinh thần mặt người giống như sắp nổ tung kia rồi cười khúc khích, sau đó con bé ra sức vương dài cơ thể. Ha ha ha! Cơ thể con bé như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo căng ra một cách mạnh mẽ. Nhưng thân hình của nó vốn chỉ nhỏ nhắn như vậy, khi bị kéo căng ra nó đương nhiên sẽ không chịu nổi. Vì vậy, khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể nó thoát chia thành rất nhiều mảnh lúc này bất kể là bốn cái chân nhỏ hay là cơ thể đều tách ra những hướng khác nhau rồi bay lơ lửng giữa không trung giống như những mô hình bằng gỗ hoàn chỉnh được tháo rời thành từng mảnh nhưng xung quanh vẫn vang lên tiếng cười nói vui vẻ của em gái anh trai ngươi mau nhìn xem có rất nhiều ta kìa trong tiếng cười của em gái, cơ thể khổng lồ của quái vật mặt người méo mó được hình thành bởi sự ô nhiễm của con bé cũng đang kéo dài ra và bắt đầu tự xé ra từ nhiều vị trí khác nhau ở chính giữa. Nó chủ động tự phân chia thành rất nhiều mảnh, nhưng không bởi vì sự phân chia mà tan biến, giữa những bộ phận khác nhau đó dường như vẫn tồn tại một mối liên hệ vô hình nhưng vô cùng bền chặt. Sau khi phân chia, diện tích của nó đã trở nên lớn hơn. Tiếp đó, quái vật tinh thần méo mó này bay ra từng mảnh, bao bọc lấy quái vật tinh thần sắp nổ tung đó bức xạ khổng lồ được giải phóng trong vòng tay của em gái chứng kiến cảnh tượng này trong lòng lục tân bỗng có một cảm giác đau đớn khác thường như bị một cây kim thép cắm vào não sau đó lắc mạnh lục tân nhìn em gái vui vẻ ôm lấy quái vật đang chuẩn bị phóng ra bức xạ tinh thần mạnh mẽ khiến sức mạnh của nó không thể mặc ý lan truyền ra xung quanh hắn biết đây là một trong những năng lực của em gái nhưng không hiểu tại sao hắn thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này. Kết thúc rồi. Cùng lúc này, Tần Nhiên và những năng lực giả khác đã sẵn sàng rút lui. Những chiếc móc dày và to được cố định vào mép tòa nhà 30 tầng, họ tuột xuống dưới trong tư thế rất chuyên nghiệp. Tần Nhiên là người cuối cùng xuống lầu. Hắn đợi lâu hơn những người khác hai giây, sau khi bấm nút, hắn tiếp tục nhìn chầm chầm vào máy giò. Hắn đã đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy có bất kỳ sự thay đổi số liệu nào ở trên đó. Nước ở thành phố thanh cảng rất sâu. Phát hiện này khiến hắn hít sâu một hơi, không chút do dự đi thẳng đến mép tòa nhà. Khoảnh khắc sắp quay đầu lại, hắn đột nhiên liếc nhìn về phía sau, không biết có phải là ảo giác không. Hắn mơ hồ cảm thấy hình như có một người phụ nữ vừa liếc mắt nhìn mình. Chương 179, tiến vào kiểm tra vừa rồi là gì vậy? Trước khi quái vật tinh thần mặt người bắt đầu trở nên mờ nhạt giống như sắp tan biến, ở đằng xa, thằng làng đang quan sát đột nhiên sửng sốt hắn nhanh chóng nhảy lên rồi quay đầu nhìn về phía vị trí bức tường cao. sau khi cẩn thận cảm nhận, hắn thấp giọng kêu lên: ta cảm nhận được sự sụp đổ của sức mạnh tinh thần quái vật mặt người kia sắp nổ tung rồi. không biết hắn đang nghĩ gì mà khi nói ra những lời này, vẻ mặt của hắn thậm chí bắt đầu trở nên hơi vặn vẹo. bây giờ cường độ tinh thần của quái vật là bao nhiêu? trong kênh trò chuyện, thiết thúy nhanh chóng hỏi với một giọng bình tĩnh. thằng làng lấy chiếc máy dò trong tay ra. Sau khi nhìn thoáng qua, hắn khẽ nói, ta có thể đo được tàn dư của sức mạnh tinh thần ở mức gần 100 đơn vị từ vị trí cách đó 3.000 mét. Có thể suy đoán rằng quái vật tinh thần dưới bức tường cao có cường độ tinh thần ít nhất cũng phải hơn 2.000 đơn vị. Như vậy đã là rất ít rồi, vừa rồi lúc chúng tôi rời đi, cường độ tinh thần của nó đang không ngừng tăng lên, sắp xỉ 4.000. Nói cách khác, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, đan binh đã làm suy yếu đi một nửa cường độ tinh thần của nó ư, cho dù cường độ tinh thần chỉ có 2.000 đơn vị cũng có thể gây ra hậu quả vô cùng đáng sợ. Trên kênh trò chuyện, sau khi tính toán nhanh, Thiết Thúy đã tiếp lời thằng làng, nếu cường độ tinh thần ở mức 2.000 đơn vị nổ tung, dù quái vật tinh thần đó không có đặc tính ô nhiễm nào khác, chỉ là một luồng trường lực tinh thần uống công, nhưng nếu nổ tung trong nháy mắt thì... Cô khẽ cử động cơ thể rồi thấp giọng nói, gần như tương đương với 10kg thuốc nổ TNT. Mà điều đáng sợ nhất là, khi nó bùng phát sẽ tạo thành một trận dịch bệnh tinh thần làm tinh thần bị biến dạng, vùng bức xạ sẽ vượt quá bán kính 3.000m. Trong phạm vi của bức xạ này, tất cả người bình thường sẽ chết ngay lập tức hoặc bị biến dạng rồi trở thành nhiều nguồn ô nhiễm. Thằng lằn kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên, có cần mời đội đặc nhiệm vào cuộc không? Thiết Thúy nói khẽ, bây giờ họ vào cuộc cũng không kịp nữa rồi. Không cần. Trên kênh trò chuyện, giọng nói của hàng băng đột nhiên vang lên với vẻ rất ổn định. Thiết Thúy vô thức hỏi, tại sao? Vì ta vẫn luôn chờ trên kênh trò chuyện, đến bây giờ đang binh tiên sinh vẫn chưa yêu cầu ta giúp đỡ. Giọng nói của hàng băng nhẹ nhàng vang lên, đang binh tiên sinh là một người rất đáng tin cậy, hắn không yêu cầu sự giúp đỡ có nghĩa là hắn có thể tự mình xử lý. Thằng lằng nhất thời không biết nên nói gì, ngay khoảnh khắc này, một cảm giác chấn động rõ ràng và khác thường đột nhiên truyền đến có thể nhìn thấy bằng mắt thường mặt đất và tòa nhà nơi hắn đang đứng trở nên lắc lư cảm giác chấn động lần này không phải đến từ tinh thần mà đến từ sự rung chuyển thực tế của mặt đất sau một thoáng sững sờ thằng làng đột nhiên trèo một mạch lên nóc tòa nhà rồi lo lắng nhìn về hướng bức tường phía nam tại vị trí bức tường phía nam không hề xuất hiện ánh lửa mà giống như có một lượng lớn bụi mịn bốc lên thằng làng không thể nhìn thấy gì hắn nhìn lòng bàn tay mình với vẻ căng thẳng. Trên mặt hiển thị của chiếc máy đo trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi của thằng lằn, tàn dư của sức mạnh tinh thần đang giảm xuống nhanh chóng. Đây là... Thằng lằn ngẩn người tại chỗ, báo cáo, xung quanh bức tường phía nam của thành phố vệ tinh số 2, cường độ tinh thần đang giảm xuống nhanh chóng. Bức xạ tinh thần đang biến mất, gần bằng không? Xin chỉ thị, có cần tiến vào hiện trường không? Trong cùng một thời điểm, các báo cáo và trình báo tương tự vang lên khắp nơi trong thành phố thanh cảng sau đó là quá trình chờ đợi của không biết bao nhiêu con người chắc hẳn lúc này có rất nhiều người ở rất nhiều nơi đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo người đầu tiên nhận được mệnh lệnh là thằng làng bên trên đã phê chuẩn thằng làng tiến vào hiện trường để kiểm tra thằng làng đồng ý ngay lúc hắn đang chuẩn bị đi thì nghe thấy giọng nói hơi ngập ngừng của thiết thúy vang lên trên kênh trò chuyện cẩn thận thằng làng sững sờ một lúc rồi đột nhiên cười lớn được linda dứt lời thằng làng giống như một bóng đen lao nhanh về phía bức tường cao hắn một mạch vượt qua nhiều bức tường cao và những tòa nhà đổ nát giống như một hồn ma dưới ánh trăng đỏ sau 5 phút đồng hồ cuối cùng hắn cũng đến bên ngoài khu đất hoang dưới bức tường cẩn thận quan sát sau khi chắc chắn đã không còn dấu vết của quái vật tinh thần hắn mới tăng tốc chạy nhanh vào bên trong khu đất hoang để tìm kiếm Hắn thấy dưới bức tường cao có vô số người đang yên lặng nằm la liệt trên mặt đất. Bên kia có rất nhiều người đang đứng, chỉ là họ không giống với tất cả những người ban nãy đứng ở bên dưới nhìn lên bức tường cao rồi lặng lẽ khóc, lúc này một số người đã tỉnh táo trở lại, đang nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt mơ màng. Một số người vừa mở mắt ra liền bị rất nhiều xác chết nằm la liệt dưới đất khiến cho hoảng sợ đến nỗi ngất tại chỗ, còn có một số người sợ hãi gào khóc, họ chen lấn xô đẩy, bước đi loạn choạng muốn chạy trốn ra xung quanh. Nỗi sợ hãi và hoang mang giống như những đám mây đen bao trùm trên đầu tất cả. Chương 180, liệu bọn họ có bắt đền không? Thằng lằng không có thời gian quan tâm đến những người này, hắn nhanh chóng đi lướt qua đám đông, sau đó, trên một tảng đá lớn gồ lên khỏi mặt đất, hắn trông thấy lục tân đang cúi đầu ngồi trên đó, mà dưới chân lục tân là một cái hố cực kỳ đáng sợ, hai bên hố bị một sức mạnh khổng lồ cực lớn đánh xuống, Bùng đất và đá vụn bị ép bắn lên trong thật kinh người. Người anh em, ngươi không sao chứ? Thằng làng cẩn thận đến gần lục tân, hắn nhặt một cây gậy nhỏ trên mặt đất rồi đập nhẹ lục tân. Ừ, lục tân đang xuất thần bất ngờ ngẩng đầu lên khiến thằng làng giật mình nhảy lùi về phía sau. Ngươi đến rồi. Nhìn thấy thằng làng, lục tân trở nên yên tâm, mỉm cười nói, hẳn là đã giải quyết xong, mời đội hỗ trợ vào cuộc đi, ồ. Thằng Lằng hơi ngập ngừng đáp lời, thấy Lục Tân lại cúi đầu, hắn không khỏi nuốt nước bọt, rồi nói: "Ngươi làm sao vậy?" Lục Tân từ từ quay lại, thằng Lằng chỉ thấy hắn đang cầm trên tay một chiếc tai nghe đã bị vặn hỏng và một chiếc máy dò đã vỡ nát, hắn đang cố gắng thử kết nối chúng lại với nhau, tiếc là, bất kể là tai nghe hay là máy dò đều đã vỡ nát không thể ghép lại được nữa. Tai nghe hỏng rồi, máy dò cũng bị ta dẫm hỏng rồi. Lục Tân dường như hơi buồn phiền hắn thấp giọng nói một lúc sau hắn ngẩng đầu lên với vẻ lo lắng nói tổng bộ sẽ không bắt đền ta chứ trước câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu này thằng làng không biết phải trả lời như thế nào hắn chỉ có thể nói thật lòng trong tiềm thức nếu ngươi đừng thật thà báo cáo lên trên rằng ngươi đã dẫm hỏng nó thì hẳn là sẽ không bị bắt đền đâu lục tân hơi yên tâm cuối cùng cũng thôi ý định ghép chúng lại với nhau còn người đang hơi choáng váng là thằng làng thì đi vòng một vòng quanh cái hố to với đường kính chừng 4-5 mét đó hắn thầm ước lượng năng lượng cần thiết để nổ tung thành cái hố lớn này rồi liếc nhìn đám đông đang hoảng sợ chạy phía sau lục tân thằng làng trầm ngâm ngồi sổng xuống bên cạnh cái hố lớn người anh em cái hố này được tạo thành như thế nào lục tân liếc nhìn cái hố rồi nói là do quái vật tinh thần đột nhiên phát nổ hệt như một quả bom xem ra đúng là vậy rồi thằng làng nghiêm túc gật đầu sau đó hắn lại ngẩng đầu lên mang theo ánh nhìn đầy kinh hãi. Vậy làm thế nào ngươi có thể khiến cho sức mạnh khi phát nổ của nó chỉ tập trung ở một khu vực nhỏ thế này thôi? Lục Tân ngẩng đầu liếc nhìn thằng làng, trong đầu hắn cũng đang nghĩ đến cảnh tượng đáng kinh hãi vừa rồi. Khi quái vật tinh thần này sắp phát nổ, nó đã phát ra trường lực vặn vẹo và đáng sợ, em gái Lục Tân đã tách nhỏ cơ thể nhỏ bé của mình ra. Sau đó, quái vật tinh thần méo mó bị con bé làm ô nhiễm này cũng tách nhỏ cơ thể của nó những cơ thể bị tách ra đó đã bao bọc quái vật tinh thần mặt người ở giữa khiến sức mạnh khi phát nổ của nó không lan rộng ra mà chỉ tập trung vào một điểm điều này cần một sức mạnh to lớn đến thế nào thực ra lúc này trong lòng lục tân cũng cảm thấy rất kỳ quái tuy nhiên nhìn em gái lúc này đang ngẩng mặt lên cười vui vẻ nó ôm lấy cánh tay của mình như muốn tranh công lục tân không trả lời trực diện chỉ cần tập trung sức mạnh khi phát nổ của nó lại một chỗ, rồi bọc lại là có thể giải quyết. Lục Tân nhẹ giọng trả lời rồi ngẩng đầu nhìn về phía thằng Làng. Các ngươi không làm được. Thằng Làng lắc đầu một cách nghiêm túc và chậm rãi. Lục Tân như đang suy ngẫm điều gì. Vậy thì điều này hẳn là người anh em. Ta hiểu quy củ mà. Thằng Làng giơ tay ngăn Lục Tân lại, tiếp lời hắn. Cho nên, đây nhất định là vấn đề của chúng tôi, đúng không? Lục Tân mỉm cười gật đầu đội hỗ trợ vào cuộc sau khi xác định quái vật bị tiêu diệt giọng nói của hàng băng nhanh chóng vang lên trên kênh trò chuyện rõ ràng so với những nghi ngờ mà họ tích tụ trong lòng việc xử lý chiến trường hỗn loạn dưới bức tường phía nam mới là ưu tiên hàng đầu vào lúc này bây giờ ngày càng có nhiều người tỉnh táo lại họ nhìn những xác chết nằm dày đặc ở xung quanh và thấy bản thân xuất hiện ở nơi này một cách kỳ lạ như vậy ai ai cũng sợ hãi có người khóc lớn có người chạy loạn khắp nơi Lúc này, để họ chạy lung tung là một việc vô cùng nguy hiểm, ngay cả khi mọi chuyện đã được giải quyết thì việc đề phòng những rủi ro tiềm ẩn khác còn sót lại trên người họ cũng là điều cần thiết. Suy cho cùng, trước đó họ từng bị âm thanh tiếng khóc của cậu bé khống chế, lúc này không biết họ đã phải chịu bao nhiêu thương tổn, do đó, theo quy định của bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt của thành phố Thanh Cảng, tất cả phải được tập hợp, quan sát và cách ly cho đến khi xác định không có bất kỳ vấn đề gì loại chuyện này đòi hỏi phải cực kỳ khắc khe và tỉ mỉ, không thể để xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào, nhưng cũng may là việc này không cần lục tân phải tự mình xử lý. Chương 181, dọn dẹp mọi người đừng sợ. Các người vừa trải qua một vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, bây giờ thành phố chính đang huy động nhân viên y tế gấp rút đến đây. Mọi người hãy kiềm chế cảm xúc của mình, giữ nguyên vị trí và đừng chạy lung tung. Nếu các người chạy lung tung, Đến khi các nhân viên y tế đến điều trị tập trung mà không tìm thấy các người thì hậu quả chỉ có thể tự gánh chịu. Lời nhắc nhở thân thiện, nếu các người tự đến bệnh viện để điều trị, chi phí khám bệnh ít nhất là mấy trăm tệ. Xung quanh vang lên tiếng loa lớn của hai tiểu đội tuần tra vừa đến. Với số lượng của họ, rất khó để kiểm soát những đám đông với số lượng người nhiều như vậy tại hiện trường, cũng may là họ đã nhận được chỉ thị, hiệu quả của việc hét bằng loa thật sự tốt ngoài mong đợi hiện trường vẫn có những người đang khóc lớn cũng có những người lo lắng hỏi han mọi người xung quanh nhưng những người chạy lung tung đã ít đi rất nhiều ai đã nghĩ ra cách này vậy lục tân ngồi trên tảng đá bên cạnh một cái hố lớn hắn cảm thấy phương pháp này quá tuyệt nhìn xung quanh hắn thấy sau khi hai tiểu đội tuần tra vào cuộc trật tự đã được cải thiện hơn rất nhiều chẳng mấy chốc hắn lại trông thấy đằng xa có một chiếc xe đang từ từ tiến đến trên đỉnh đầu âm thanh của cánh quạt đang quay ồn ào đến chói tai, ánh sáng rực rỡ từ trên trời rọi xuống, ba chiếc trực thăng đã đáp xuống gần đó, sau đó là đội hỗ trợ trong bộ quần áo bảo hộ dày cột lao xuống. Ngày nay, có quá nhiều sự cố ô nhiễm xảy ra ở thành phố vệ tinh số 2, do đó nhân sự của đội hỗ trợ cũng thiếu trầm trọng. Có thể thấy, có lẽ những thành viên của các đội hỗ trợ này đều đến từ các thành phố vệ tinh khác, hơn nữa số lượng cũng không nhiều nhưng xét về trang bị và khả năng hành động thì họ cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Mỗi lần nhìn thấy đội hỗ trợ vào cuộc, trong lòng Lục Tân lại có cảm giác an toàn kỳ diệu. Lần này cũng không ngoại lệ, trái tim lo lắng bất an trước đó của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Hắn lấy ra một điếu thuốc nhăn nhúng rồi dùng tay vuốt lại, hắn cố vuốt cho thật thẳng, sau đó lấy ra chiếc bật lửa Zippo mà giám đốc của công ty tư vấn ở thành phố chính tặng cho hắn, từ từ châm lửa rồi chậm rãi nhả ra một làn khói. Bây giờ, các vấn đề đều đã được giải quyết, tai nghe đã bị giẫm hỏng. Lúc này Lục Tân đang nói chuyện với hàng băng bằng điện thoại vệ tinh. Giọng nói của hàng băng cũng có vẻ thả lỏng hơn nhiều so với trước đây. Cô nhẹ nhàng nói, cũng hồng hồng rồi. Theo như tình báo từ các nơi khác gửi đến, bốn khu vực ô nhiễm đặc biệt quy mô lớn xuất hiện ở thành phố vệ tinh số 2 đều đã được kiểm soát tốt. Các đội hỗ trợ đang vào cuộc để khống chế. Ngoài ra, các đội điều tra ở nhiều thành phố vệ tinh khác nhau cũng đã được huy động để tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu. Dù rất hiếm khi xảy ra sự cố ô nhiễm quy mô lớn như vậy nhưng thường ngày chúng ta từng diễn tập rất nhiều lần, hơn nữa, bốn thành phố vệ tinh khác cũng huy động một lực lượng nhất định đến hỗ trợ nên công tác khắc phục hậu quả cũng trở nên rất dễ dàng. Lục Tân khẽ gật đầu, hắn dập tắt điếu thuốc đang hút dở rồi cất vào bao thuốc, quay đầu nhìn xung quanh hắn thấy sau khi các thành viên của đội hỗ trợ vào cuộc, họ đã dăng rất nhiều dây cảnh báo nguy hiểm để ngăn cách đám đông may mắn sống sót đang trong cơn hoảng loạn với những xác chết nằm la liệt ở bên kia. Hơn nữa, có những người đang cầm một cái loa lớn, không ngừng nói chuyện với đám đông còn sống, cố tình thu hút sự chú ý của đám đông về một hướng khác. Có người đang tiến sâu vào trong khu vực xác chết để kiểm tra xem còn người sống hay không, đồng thời hét to bằng máy bộ đàm. Lục Tân nghe thấy trong giọng nói của họ có những từ như xe tải, xe mút. Điều này khiến trái tim hắn không khỏi rung lên. Trong tiềm thức hắn không muốn nhìn những xác chết nằm la liệt ở đó, vì trong thời gian ngắn, hắn thậm chí không thể ước tính được số người. Hắn thế này cũng được coi là đã thành công rồi nhỉ. Suy cho cùng, hắn đã cứu được hơn một nửa số người. Tuy nhiên, còn một nửa số người đã chết thì thế nào? Họ đang lặng lẽ nằm ở đó, không chút sức sống, giống như một đống phế vật hình người. Trong tích tắc, Lục Tân cảm thấy đau đớn khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Hiện nay, dưới bức tường cao, có biết bao nhiêu người đã chết, thêm vào đó là những khu vực đã bùng phát ô nhiễm có tính đột ngột khác, những người đã chết vì chịu ảnh hưởng của bông hồng, những người đã chết vì chịu ảnh hưởng của rất nhiều trận hỗn loạn này, và cả những người đã chết thảm vì hỏa lực dày đặc của đám người tần nhiên khi tham gia vào phi vụ cướp bức họa. Có bao nhiêu người như vậy? bây giờ đã có đầu mối gì chưa? Lục Tân hít sâu một hơi rồi thấp giọng hỏi hàng băng qua điện thoại, những trận hỗn loạn này rốt cuộc là từ đâu ra? Chương 182, sẽ phải trả giá, bây giờ có những người chuyên trách đang điều tra việc này, nhưng bản báo cáo vẫn chưa được trình lên, giọng hàng băng cũng hơi trùng xuống. Tuy nhiên, từ những tình báo mà trước mắt chúng ta biết được, chuyện này nhất định có liên quan đến giáo hội khoa học và công nghệ cùng đoàn kỵ sĩ bên ngoài thành phố chúng ta không biết những mục tiêu khác của chúng là gì ngoại trừ việc chúng đã cướp đi bức tranh sơn dầu bí ẩn đó nhưng chúng ta có thể chắc chắn chúng còn có những mục đích nào đó ngoài việc cướp bức tranh sơn dầu hơn nữa có thể chúng đã hoàn thành mục tiêu vì những mục tiêu nào đó của riêng mình mà chúng đã hại chết nhiều người như vậy lục tân xoa mặt rồi nói tổng bộ sẽ đối phó thế nào với việc này nhiệm vụ chính của bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt của chúng ta là dọn dẹp ô nhiễm bây giờ chúng ta đã hoàn thành công việc của mình hàng băng nhẹ giọng nói còn đối sách tiếp theo nhắm vào đoàn kỵ sĩ là vấn đề của bộ phòng vệ thành phố ta không biết họ sẽ sắp xếp thế nào trong trường hợp thông thường ngay cả khi đối phương đã rời khỏi thành phố vệ tinh chúng ta cũng sẽ bố trí những nhân viên có liên quan để tiến hành truy bắt tuy nhiên lần này sự hỗn loạn do đối phương gây ra thật sự quá lớn hành động cũng rất nhanh không biết việc lần theo dấu vết có thành công hay không nhưng chúng ta có thể yên tâm từ kinh nghiệm trước đó có thể thấy cho dù việc lần theo dấu vết có thành công hay không thành phố thanh cảng chắc chắn sẽ có phản ứng suy cho cùng thì hàng băng hơi dừng lại sau đó cô lại nói với một giọng nghiêm túc hiếm thấy phải có người chịu trách nhiệm cho tính mạng của những người đã bỏ mạng trong trận hỗn loạn này đúng vậy lục tân quay đầu nhìn về phía ngoài thành phố với vẻ mặt hơi kỳ dị em gái đang bu trên người hắn cũng quay đầu nhìn về phía ngoài thành phố không biết con bé đang nghĩ gì mà đôi mắt hơi sáng lên lúc này không biết mẹ hắn đã đi về hướng nào một lúc sau giọng của lục tân lại vang lên giết nhiều người như vậy nhất định phải trả giá ánh mắt hắn nhìn về phía ngoài thành phố có một sự bình lặng đến lạ lùng không giống như trò chuyện càng giống với tường thuật một sự thật hơn bất kể chúng là ai bất kể chúng đến từ đâu và đã chạy trốn đi nơi nào hàng băng thoát trở nên im lặng sự bình tĩnh của lục tân trái lại khiến cô cảm thấy lo lắng nói hay lắm có tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên bên cạnh lục tân nụ cười của mẹ hắn thật tinh tế và quyến rũ tuy nhiên lần này sau khi xử lý xong công việc ngươi phải sớm về nhà đấy bà ấy cười khẽ rồi nói với lục tân bây giờ cha ngươi đang rất tức giận vô cùng tức giận ta nghĩ lần này chúng ta cần cân nhắc đến việc tổ chức một cuộc họp gia đình đan binh đã nhận được thông báo sự kiện ô nhiễm ở thành phố vệ tinh số 2 được khống chế, trong quá trình điều tra sơ bộ tạm thời không phát hiện thấy có mối nguy tiềm ẩn gì, bây giờ ngươi có thể về trước nghỉ ngơi, nếu có chuyện ta sẽ gọi cho ngươi. Tầm khoảng 1 giờ sau, hàng Băng gọi cho Lục Tân một cuộc điện thoại, lúc bấy giờ, dưới sự hướng dẫn của đội chi viện, những người sống sót bên dưới bờ tường phía nam đã lần lượt rời khỏi mảnh đất hoang vu, đi tới khu cách ly lâm thời gần đó để được chữa trị cũng như quan sát. Vài cổ thi thể bên dưới bức tường cũng đã được cô lập bên trong một cái lều màu đen có tính phong bế cực tốt vừa được dựng tạm lên. Bên cạnh đó, cũng ngày càng có nhiều đội chi viện chạy tới hỗ trợ vận chuyển vật tư. Lục Tân nhìn thấy có khoảng hơn 10 chiếc xe tải đã chạy vào khu vực kế cận hiện trường. Ngoài ra có một chiếc xe, khi hàng hóa được dỡ xuống, lại là từng chồng túi được dệt bằng sợi thủy tinh màu đen thật dày, là túi đựng xác. Đi thôi người anh em, trước nghỉ ngơi một lát đã xem ra thằng làng cũng đã nhận được thông báo. Sau khi giúp đỡ đội chi viện giải quyết một số việc xong thì hắn chạy tới trước mặt Lục Tân, cách đó không xa, có một chiếc xe jeep đang đậu ở ven đường. Lục Tân gật đầu một cái, nói vào trong điện thoại vệ tinh cho hàng băng nghe, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Hàng băng im lặng vài giây, khẽ đáp, đang binh, nên là ta thay mặt toàn thể cư dân ở thành phố Thanh Cảng cảm ơn ngươi mới phải. Là ngươi bảo vệ những con người bình thường như chúng ta nếu không có ngươi thật không biết lần này sẽ gây ra thiệt hại lớn cỡ nào nữa lục tân nhỏ giọng trả lời không ngờ ngươi trợ giúp ta cũng không làm được như thế không đâu không đâu hàng băng vội từ chối việc ta có thể giúp chỉ là chút chuyện nhỏ ngài đang binh mới là người thật sự tài giỏi ngươi cũng rất lợi hại mà không 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 ta cảm thấy mình rất ngốc không thể giúp được gì nhiều cho ngài đang binh thằng làng đứng bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người thì có hơi sửng sốt. Hắn tự người vào bên hông xe jeep, sau khi hút xong một điếu thuốc thì mới nhìn thấy Lục Tân cướp máy, hắn nhìn Lục Tân bằng ánh mắt kỳ quái, lần nào hai người cũng nói chuyện như vậy hả? Lục Tân tò mò hỏi, đúng vậy, có gì không ổn sao? Tất nhiên rồi. Thằng làng trả lời, ngươi xem ta và thiết thúy này, nói chuyện với nhau thân mật biết bao nhiêu, đây mới là cách người một nhà trò chuyện. Lục Tân cẩn thận hồi tưởng lại, trong lòng nghĩ thầm đó mà gọi là thân mật hả? Chương 183, báo cáo công tác, cách tám chuyện của cậu như vậy là không ổn. Thằng lằn bày ra bộ dạng người từng trải, cảm thán, cứ mãi khách khí như vậy, tới khi nào mới có thể biến cô ấy thành người một nhà? Lục Tân sợ run cả lên, tại sao phải xem cô ấy thành người một nhà? À. Thằng lằn chăm chú nhìn vào mắt Lục Tân thật lâu rồi mới trả lời, về chuyện này, ít nhất phải tầm nửa năm nữa ta mới có thể hàng huyên với ngươi được. Hai người vừa nói, vừa leo lên xe jeep, bắt đầu chạy về phía đồn vệ binh, Lục Tân còn đang suy nghĩ vấn đề gì mà phải chờ tận nửa năm sau mới có thể kể cho mình nghe thì chính thằng lằng đã không thể nhịn được nữa, bắt đầu hào hứng, lén la lén lúc nói với Lục Tân, nhưng mà, người anh em, ta có thể nói trước một chuyện cho ngươi biết, ta đã giúp ngươi nghe ngóng tin tức về bé Bí thư được kết nối riêng với ngươi rồi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, là một trong những hoa khôi của đội phân tích thông tin đó. Lúc này Lục Tân mới hồi hồn, khi nhận ra người hắn đang nói tới là hàng băng, Lục Tân bèn nói, cô ấy không phải bí thư của ta, cấp bậc của cô ấy cao hơn ta. Sau đó hắn lại vô thức hỏi, sao ngươi biết? Hỏi Lâm Đạt chứ gì nữa? Tên gọi khác của thiết thúy thằng lằng trả lời, Lâm Đạt giấu chuyện của mình kỹ lắm, nhưng khi nói về chuyện của người khác thì vẫn khá là phóng khoáng. Lục Tân nghĩ thầm, ngay cả chuyện con cô ấy bao nhiêu tuổi Lâm Đạt cũng nói cho ngươi biết, này không được tính là giấu kỹ lắm đâu. Trái lại thằng làng ngồi bên cạnh càng nói càng phấn khích, hắn bật cười ha hả, rồi nói tiếp, ta giúp ngươi việc này rồi, có phải ngươi cũng nên giúp ta chút chuyện không? Lục Tân nói, gì cơ, thằng làng nói, giúp ta hỏi thăm tin tức Lâm Đạt từ chỗ bé hàng băng đi, ví dụ như vấn đề mà ta quan tâm nhất ấy. Lục Tân ra vẽ cái này mình biết, nói, cô ấy có thật sự có con không hả? Không, thằng lằng lắc đầu trả lời, điều ta quan tâm là có thật cô ấy nặng 150 kg không? Lục Tân im lặng vài giây mới đáp, được, ta sẽ cố gắng. Khi xe díp chạy tới đồn vệ binh, sảnh trước của đồn trống rỗng, chỉ có mỗi hai người đang đứng trực, từ đây có thể đoán, chắc là nhân viên của đồn vệ binh đã được điều đến các nơi khác duy trì an ninh trật tự rồi. Dù sự kiện ô nhiễm tinh thần đặc biệt đã được khống chế, nhưng càng như vậy, ở một số nơi mới càng thêm hỗn loạn, áp lực người phụ trách giữ trật tự trong thành phố cũng càng lớn. Lục Tân và thằng Lằng cùng nhau đi lên phòng họp trên lầu 4, ở trong đã chuẩn bị cà phê và bánh kẹo. Nhìn thoáng qua mâm kẹo siêu to, siêu bắt mắt với đủ chủng loại kia, Lục Tân cảm thấy khả năng cao là do Trần Tinh dặn người khác làm. Tối nay cực cho hai vị rồi, một nhân viên mặc đồ bảo hộ màu trắng bước tới, trên tay cầm hai sấp văn kiện như thường lệ mong hai vị hoàn thành vài bài kiểm tra báo cáo này hắn mỉm cười chia hai phần văn kiện ra lần lượt đưa cho lục tân và thằng lằng sau đó hai người có thể ở đây nghỉ ngơi nếu cần thiết bên cạnh đồn vệ binh đã chuẩn bị sẵn nơi nghỉ ngơi và tắm rửa cho hai người muốn ăn cơm cũng sẽ có ngay nhưng mà để đề phòng vẫn còn nhiệm vụ khác cần tới sự hỗ trợ của hai người trước khi nhận được thông báo hy vọng hai người có thể tạm thời ở lại đây được trước chuẩn bị cho chúng ta chút đồ ăn đã. ta muốn rượu và mì ăn liền loại chưa hết hạn sử dụng ấy. à chiên thêm một miếng bít tết lớn nữa nhé. thằng lằng phóng khoáng nói ra yêu cầu của mình, rồi nhìn về phía lục tân, ngươi muốn ăn gì? còn được gọi món nữa. lục tân có hơi ngạc nhiên, trước kia toàn là người ta đưa gì thì hắn ăn nấy thôi. thằng lằng thấy lục tân không trả lời, bèn vung tay lên quyết định hộ hắn, cho hắn phần ăn toàn thịt mắt nhất. Lục Tân bỗng cảm thấy người anh em thằng lằng này cũng không tệ lắm. Sau khi tỉ mỉ nói xong yêu cầu, thằng lằng mới ngồi xuống lại, những người khác đâu. Sau khi tình hình được ổn định, thành viên đội hành động đặc biệt từ chủ thành và các thành phố vệ tinh lại đây chi viện đã quay trở về. Nhân viên kia nói, chuyện lần này đã khiến mọi người rất hoảng, bộ phận hành chính ở các thành phố hy vọng sẽ có dị biến giả đến trong coi. Ừm, ta biết rồi, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn đi. Thằng lằng cười cười phẩy tay, sau đó kéo một cái ghế chuyên dụng trong phòng họp ra ngồi xuống, cặp chân thon dài gác lên bàn hội nghị, bắt đầu ung dung lựa chọn câu trả lời trên bản trắc nghiệm kiểm tra. Có thể thấy hắn đã sớm làm quen với điều này, Lục Tân cũng từng làm qua một lần, biết rõ quy trình thế nào, bèn thông thả đặt bút điền xuống tờ giấy. Thứ này dễ điền thật. Thằng Lằng tùy ý viết vài nét bút, nói với Lục Tân, phần báo cáo công tác phía sau người định viết thế nào không phải trước đó ta đã kể cho ngươi nghe có chuyện gì xảy ra rồi sao? Cứ theo đó mà viết thôi. Lục Tân khẽ quét mắt nhìn thằng lằn một cái, rồi trả lời một cách vô cùng thờ ơ, chương 184, về nhà hắn để ý thấy rằng thằng lằn khẽ cau mày một chút, sau đó lại cười nói, ta ủng hộ ngươi. Lục Tân cũng thả lỏng ra, cười đáp lại hắn, cảm ơn. Kỳ thật hắn đã nhận ra bây giờ thằng lằn rất cảnh giác với hắn vì thế trên đường tới đây hắn mới không ngừng nói hơn nữa liên tục kể chuyện cười cố gắng khuất động bầu không khí hắn biết lý do tại sao thằng làng lại như vậy thời điểm giải quyết con quái vật mặt người kia bản thân đã truyền cho em gái một phần sức mạnh nhờ vậy mà thực lực của em gái phát huy hơn hẳn ngày thường phải nói là vô cùng khủng khiếp nhất là khi cô bé lại có thể ô nhiễm ngược lại con quái vật tinh thần kia đối với chuyện này ngay cả lục tân cũng khá là giật mình vì thế, hắn tin chắc rằng bây giờ còn có nhiều người kinh ngạc hơn hắn nhiều. Vì khi ấy đang trong quá trình thi hành nhiệm vụ nên họ mới nhanh chóng đồng ý điều kiện của hắn, tức tốc rút khỏi hiện trường, hơn nữa không quay đầu nhìn trộm, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc họ không để tâm đến. Bây giờ, nhất định họ cũng rất muốn biết rốt cuộc hắn đã tiêu diệt con quái vật tinh thần kia thế nào. Chẳng qua, vì một số nguyên nhân có lẽ là lo lắng cho cảm xúc của hắn nên tới bây giờ mà họ vẫn chưa gấp cáp đề cập đến chuyện này. Hiện mọi chuyện càng bình thường, càng chứng tỏ có rất nhiều người đang vô cùng căng thẳng. Nói không chừng, bây giờ thằng lằng ở đây với hắn cũng vì có người sai thằng lằng trông coi hắn cũng nên. Đối với những chuyện này, Lục Tân rất thấu hiểu và thông cảm, nhưng hắn không định kể hết toàn bộ sự thật. Một là hắn cảm thấy khá tốt mọi người cùng bảo trì tình trạng hiểu ngầm này với lại chính bản thân hắn lúc này cũng có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp hắn hy vọng mình có thể làm rõ mọi chuyện trước tới lúc đó sẽ cân nhắc sau anh trai ngươi định khi nào mới về nhà một cơn gió lành lạnh thổi vào trong phòng họp qua khung cửa sổ lục tân đưa mắt sang thì thấy em gái đang treo mình trên sợi dây điện bên ngoài cửa sổ trên mặt lộ ra biểu cảm u oán lục tân quay đầu nhìn thoáng qua em gái lộ vẻ khó hiểu hắn tưởng em gái đã theo chân mẹ về nhà rồi chứ lão quái vật kia đang tức giận bây giờ ta không dám về em gái treo ngược trên dây điện cơ thể đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió ngươi cũng có lúc sợ cơ à lục tân nghĩ thầm trong đầu nhưng chung quy vẫn cảm thấy đau lòng cho em gái bèn gật nhẹ đầu một cái ngón tay chỉ về phía thằng làng rồi mở miệng không một tiếng động nói để ta dẫn ngươi về vừa dứt lời lập tức hốt một đống kẹo lớn nhét vào túi trước mặt em gái, còn nở nụ cười với cô bé. Lần này em gái giúp hắn một việc lớn, tất nhiên phải thưởng rồi. Bữa khuya mà đồng vệ binh chuẩn bị cho họ thật sự rất phong phú, có bò bít tết cỡ lớn vừa mềm vừa mọng nước, có gà nướng nguyên con vàng ươm ống ánh, còn có một cây xúc xích cỡ lớn được sắc miếng. Ngoài ra còn có thêm hai tô hoành thánh nhỏ và vài món ăn kèm trông rất ngon miệng. Dưới yêu cầu đặc biệt của thằng Lăng, họ còn chuẩn bị cho mỗi người vài lon bia bởi vì thời gian bảo quản của bia khá ngắn nên sau khi thiên tai xảy ra bia trở thành thứ còn hiếm hơn cả rượu đế hầu hết kẻ nghiện rượu trong thành phố vệ tinh chỉ có thể uống loại rượu chất lượng thấp kém do đội khai hoang mang về hoặc do những phân xưởng nhỏ sản xuất ra nhưng cũng may thanh cảng vốn có một dây chuyền sản xuất rượu đế hoàn chỉnh bây giờ bên phía chủ thành cũng bắt đầu hoạt động trở lại trước mắt đã có thể sản xuất ra một ít loại rượu chất lượng cao cũng bắt đầu cung ứng lượng lớn bia cho thị trường, thậm chí còn có thể giao dịch với một vài thế lực bên ngoài thành. Tất nhiên, dù là thế, ở thành phố vệ tinh, có thể uống được loại bia tươi như vậy đã được xem là một chuyện rất xa xỉ rồi. Hôm nay ta phải về nhà một chuyến. Ăn xong bữa khuya, Lục Tân quay sang nói với thằng làng, trước khi mẹ rời đi đã dặn hắn phải về tham gia buổi họp gia đình, Lục Tân cũng đã đồng ý, hơn nữa hắn có cảm giác cuộc họp lần này rất quan trọng với lại thật ra chính hắn cũng có chút chuyện muốn nói nghe xong lời yêu cầu của lục tân sắc mặt thằng lằng có hơi thay đổi dường như hắn không muốn để lục tân rời khỏi đây lục tân đoán rất có thể thằng lằng đã nhận được lệnh từ một số người rằng phải cố gắng hết sức giữ mình ở lại nhưng đối diện với ánh mắt bình tĩnh của lục tân thằng lằng không hề ngăn cản vừa cười vừa chuyển đề tài muốn về thì về thôi lần này chúng ta lập được công lớn chẳng lẽ họ còn có thể nhốt chúng ta ở đây sao không thì ta cùng ngươi về nhà, vừa nói, hắn vừa bật cười sảng khoái, ta đã muốn tới nhà ngươi chơi từ lần trước rồi. Chuyện này. Lục Tân nghe xong, ánh mắt nhìn về phía thằng làng đầy bất lực. Hắn nghiêm túc nói, còn sống có gì tốt chứ? Hả? Thằng làng lập tức ngây người không hiểu, Lục Tân biểu cảm trên mặt hắn dần cứng lại thì vội vàng cười làm lành, ta chỉ đùa ngươi một chút thôi. Chương 185, bị theo dõi, ha ha thằng làng miễn cưỡng cười ứng phó hai tiếng, sau đó nghiêm túc nói với Lục Tân, về sau ít nói mấy lời đùa như vậy lại, quá đáng sợ, ngươi biết con người của ta rất nghiêm túc, ta chưa từng nói đùa với người khác đâu. Được. Lục Tân gật đầu rồi nói, nhưng lần này không thể mời ngươi về nhà chơi thật. Nếu có chuyện gì gấp, ngươi có thể gọi điện cho ta. Chỉ vài phút là ta sẽ quay lại bên cạnh ngươi ngay, như vậy thì... Thằng làng nghe xong, chỉ có thể gật đầu đồng ý được ngươi cứ về đi sau khi thu thập đơn giản một vài món đồ lục tân lập tức rời khỏi đồn vệ binh hắn vốn định đi tàu điện ngầm nhưng nghĩ tới bây giờ trời đã trễ như vậy có lẽ tàu điện ngầm đã sớm đóng cửa nhìn thấy chiếc xe jeep chở hắn và thằng làng tới đây vẫn còn đang đậu ở trước cửa hắn trực tiếp sải bước về phía đó mở cửa leo lên xe đợi em gái yên vị bên cạnh mình rồi hắn mới nói với tài xế đang ngồi ở ghế lái chở ta tới đài ánh trăng. Tài xế là một người đàn ông trông khá là trầm mặc và ít nói, tuổi chừng 40. Lần trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng là hắn tới đón thằng Lằng và Lục Tân. Có thể nhận ra chức trách của hắn là chuyên môn làm việc cho những dị biến giả trong thời điểm quan trọng này. Tài xế không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi lập tức khởi động xe. Sau khi xe bắt đầu lăn bánh, Lục Tân thấy từ trong đồn vệ binh có mấy cảnh vệ vội vàng chạy ra ngoài, một trong số đó đúng là người nhân viên mặc một lớp bảo hộ thật dày kia ai trong số họ cũng lo lắng giỏi mắt nhìn về phía xe jeep nhưng cuối cùng lại không ai hô dừng lại chỉ là khi xe jeep rẽ vào đoạn đường kế tiếp đằng sau nhanh chóng hiện lên vài ánh đèn xe sáng chói giờ đã hơn nửa đêm gần rạng sáng nhưng vì trong thành phố mới xuất hiện trận hỗn loạn lớn như vậy nên có rất ít xe lưu thông trên đường vì vậy những chiếc xe kia cực kỳ bắt mắt cho dù họ có tìm cách che giấu hay là không thì chỉ liếc mắt một cái hắn đã có thể nhận ra họ đang theo dõi mình, thậm chí sâu bên trong những tòa kiến trúc đen ngòm xung quanh cũng thoát ẩn thoát hiện vài đôi mắt đang chăm chú dõi theo hắn. Lục Tân lẳng lặng ngồi ở băng ghế sau, đầu hơi cúi xuống. Em gái thì nằm bên cạnh Lục Tân, mặt dán lên cửa kính, trợn mắt nhìn vài chỗ trong bóng tối, nếu lúc này thật sự có người đang quan sát hắn qua kính viễn vọng, hoặc những dụng cụ khác Lục Tân cảm thấy chắc chắn họ không biết rằng khi họ đang nhìn hắn thì cũng có một cô gái vô cùng quỷ dị đang quan sát họ. Hắn khẽ thở dài một tiếng, có thể hiểu sự tò mò và cảnh giác mà một số người dành cho hắn lúc này, nhưng hắn không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Huống hồ chi bây giờ hắn đang tính về nhà họp gia đình, Lục Tân không biết sự bám đuôi, hay nói cách khác là giám thị của những người này với hắn sẽ đạt đến trình độ nào. Lỡ như vượt quá giới hạn, chắc chắn sẽ chọc giận người cha vốn tâm trạng đã không mấy tốt đẹp của hắn do đó sau một hồi suy nghĩ hắn trực tiếp lấy điện thoại vệ tinh ra bấm số chỉ một lát sau trần tinh đã bắt máy giọng điệu vẫn già dặn như cũ có chuyện gì vấn đề bên thành phố vệ tinh đã được giải quyết gần như xong xuôi rồi lục tân do dư đôi chút rồi mới từ tốn nói nên ta tính về nhà một chuyến trần tinh trả lời vậy thì cứ về đi Chuyện này không cần phải báo cáo lại với ta đâu." Lục Tân trầm mặt một chút, chỉ là có rất nhiều người đi theo ta, ta không thích như vậy. Trần Tinh yên lặng vài giây, "Ta hiểu rồi, chờ một lát, ta sẽ giải quyết." Cúp máy xong, Lục Tân bèn ngồi yên ở băng ghế sau, lẳng lặng chờ đợi. Thông qua kính chiếu hậu, tài xế liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Tân, dường như không ngờ rằng hắn sẽ dùng cách này để giải quyết việc bị theo dõi. Cũng không biết Trần Tinh đã làm gì mà những chiếc xe Jeep đang chạy theo phía sau lại mau chóng quay đầu. Cảm giác đang có người trốn ở đâu đó, bí mật theo dõi khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn bực cũng biến mất. Điều này khiến Lục Tân Tinh chắc rằng những người được sắp xếp theo dõi hắn đã thật sự rút về hết. Điện thoại vệ tinh lại vang lên. Sau khi hai bên thông với nhau, Trần Tinh bình tĩnh mở miệng. Người theo dõi ngươi không phải do tổng bộ sắp xếp, nhưng ta đã nói họ rút hết người về rồi tạm thời ngươi không cần để tâm đến chuyện này nữa, thậm chí có thể tay vững một chút, chưa từng nhìn thấy ruột phụ nữ hả? Lục Tân vừa định đồng ý đã bị câu nói bất thình lình của Trần Tinh cắt ngang, vô thức hỏi ra miệng, ngươi đang làm gì? Đang phẫu thuật, Trần Tinh trả lời, nãy gặp tập kích nên bị thương nhẹ, bây giờ mới có thời gian để ý tới vết thương. Lục Tân sửng sốt, hỏi thăm, không sao chứ? Chương 186, đừng sợ, không có việc gì. Giọng điệu của Trần Tinh vẫn thờ ơ như không, chỉ là phần bụng bị đâm thủng một lỗ, bị thương tới nội tạng bên trong, khâu lại là xong, không có chuyện gì lớn cả. Hơn nữa ta còn dùng năng lực để tự thôi miên bản thân, nên không thấy đau, chuyện của ngươi quan trọng hơn. Ta đã nghe nói chuyện ngươi tiêu diệt một quái vật tinh thần rồi, làm rất tốt, nhưng cách xử lý có hơi không ổn, dọa vài người sợ chết khiếp, nhưng không riêng gì ngươi, lúc trước khi chiêu mổ búp bê, kẻ nát rượu, thằng lằn thậm chí lúc đầu khi đối mặt với ta, họ cũng có loại phản ứng này, bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt chúng ta có quy định riêng của mình, không cần để ý tới mấy chuyện phiền lòng này, đã biết, ngươi chú tâm làm phẫu thuật đi. Lục Tân đánh tiếng với người ở đầu dây bên kia rồi cúp điện thoại. Lúc này, hắn mới nhớ ra bản thân cũng bị thương, nhưng khi cúi đầu nhìn thì miệng vết thương đã sớm đóng vẫy, hình như sắp lành lại rồi. Hắn bèn nghĩ thầm trong lòng rằng, Trần Tinh là cấp trên của mình, Bây giờ cô ấy phải làm phẫu thuật, mình có nên mua chút hoa quả gửi tới đó không? Xe jeep chạy được nửa tiếng thì dừng lại trước một tòa nhà cũ nát, Lục Tân xuống xe, sau đó bước lại chỗ ghế lái, nói với tài xế, không cần chờ ta, ta sẽ tự mình quay về. Tài xế gật đầu, biểu cảm vẫn không thay đổi, chỉ nhỏ giọng trả lời, đã biết. Lục Tân gật đầu với hắn, rồi xoay người bước vào tòa nhà tối thui, cũ kỹ kia, thời điểm hắn bước chân qua cổng vòng một căn phòng trên tầng 4 phía bên trai bỗng bừng lên ánh sáng ấm áp tài xế yên lặng lái xe về phía đồn vệ binh sau khi xe chạy được một khoảng rất xa bằng mắt thường cũng thấy được hai bàn tay đang nắm vô lăng của hắn bỗng run rẩy không ngừng gương mặt vô cảm chợt trùng xuống tầng mồ hôi lạnh mỏng manh trên trán dần chảy xuống từng dọc một hắn vương cánh tay đang run rẩy của mình cầm một cái tay nghe lên đeo vào tai bên trong sớm đã có người liên tục gọi cho hắn phía trên có lệnh Ngừng giám sát đang binh B3, có nghe không? Phá trên có lệnh, ngừng giám sát đang binh. Nghe rồi. Tài xế trả lời bằng giọng khàn đặc, vừa rồi hắn ngồi ngay trên xe ta, sao phải làm như vậy? Đây là sự đảm bảo mà Trần Tinh của tổ hành động đặc biệt dành cho hắn. Nhưng, không phải bên trên bảo rằng cấp độ nguy hiểm của hắn đã đạt tới cấp A sao? Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi trả lời, đây cũng là đang lo lắng cho sự an toàn của các ngươi phía trên vừa mới nhận được báo cáo, trong lúc hắn thi hành nhiệm vụ dọn dẹp quái vật tinh thần siêu cấp 2 ở thành phố vệ tinh số 2, người nhận lệnh điều tra hắn đã phải trả giá đắt. Trong đó bao gồm một vị điều tra viên có kinh nghiệm lâu năm, một đặc công tinh nhuệ cấp A, thậm chí còn có một vị dị biến giả. Mà nguyên nhân cái chết là không xác định. Tài xế quay đầu lại nhìn về phía khu vực tòa nhà cũ kỹ kia theo bản năng. Sau một khoảng thời gian lâu thật lâu, hắn bỗng nhiên nổi hết cả da gà, vội dẫm chân ga, tức tốc rời xa khu vực này. Từ lúc bước vào tòa nhà cũ, Lục Tân cảm nhận được một sự kìm nén khác thường. Cả hành lang im phăng phát không một tiếng động. Chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua khe hở của tòa lầu xi măng giúp hắn có thể phân biệt được bố cục mờ ảo bên trong tòa nhà. Từng dãy từng dãy những căn phòng trống ngay ngắn dọc hai bên hành lang, như lính canh và nhà tù im lặng những cánh cửa đóng kín và khu hành lang dính đầy mạng nhện khiến tòa nhà cổ kính này gần như không có dấu vết của sự sống thỉnh thoảng hắn trông thấy vài con mèo hoang hoặc vài con chuột chúng sột soạt lao ra từ những cái lỗ ở lối cầu thang hoặc dưới cửa chúng đuổi đánh nhau hoặc quay đầu lại khẽ liếc nhìn lục tân rồi nhanh chóng lao vào một góc nào đó em gái đi theo sau lưng lục tân con bé treo ngược người trên trần hành lang rồi bò về phía trước miệng nó hát khẽ ý a à ý a à. hình như tâm trạng của nó đang rất tốt búp bê nhỏ, khóc qua oa, đi tìm mẹ với đôi chân trần. Mẹ trốn dưới gầm giường. Chúng ta đừng nói cho nó biết, búp bê nhỏ, đói bụng rồi, nằm ở trên giường không nói chuyện. Cha đang nấu ăn trong bếp. Ông ấy đang cười trộn. Lục Tân nghe một hồi, không khỏi dừng bước, em gái, ngươi đừng hát nữa. Em gái đang treo ngược người bỗng đứng thẳng dậy, mái tóc đen xỏa xuống, cười khúc khích, anh trai, ngươi không thích sao? Ừ. Lục Tân gật đầu nói, "Ngươi hát bị lạc điệu quá." Em gái vừa treo ngược người vừa lắc lư, không biết phải trả lời thế nào. Hai anh em chầm chậm lên đến tầng 4, nhìn về phía trước, một tia sáng lọt ra từ khe cửa. Trong tòa nhà cũ kỹ trống trải và lạnh lẽo này, chỉ có nhà hắn mới có ánh đèn ấm áp. Lúc này em gái đã ngừng hát, nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên trần hành lang và nằm trên lưng Lục Tân. "Đừng sợ," Lục Tân biết lúc này em gái không muốn vào nhà chứng tỏ cha hắn vẫn đang rất tức giận. Hắn nhẹ nhàng an ủi em gái, lặng lặng đi đến trước cửa nhà rồi từ từ mở cửa. Cuộc họp gia đình này nghe thì ấm áp nhưng thật chất lại đem tới hậu quả, khôn lường, rốt cuộc vì sao ai cũng kiên kỵ ba của Lục Tân. Tất cả có trong những chương tiếp theo. Chương 187, họp gia đình có càng nhiều ánh đèn chiếu vào mặt, chỉ là không còn ấm áp như trước mà có vẻ hơi kìm nén và chói mắt. Lục Tân phải hơi nheo mắt mới có thể thích ứng với ánh đèn trong nhà, sau đó hắn trông thấy căn nhà trở nên thật rách nát, tựa như vừa trải qua một cuộc chiến tranh. Đồ dùng trong nhà, thậm chí là sàn nhà, đâu đâu cũng thấy những vết nứt. Ngay cả trần nhà cũng có một vết xước rất lớn và nổi bật, cả căn nhà hầu như không có đồ đặt gì là hoàn chỉnh, đâu đâu cũng thấy dấu vết của việc đập phá. Giữa nhà Cha hắn trong chiếc tạp về đang im lặng ngồi trên một chiếc ghế duy nhất trông có vẻ còn lành lặng bên cạnh chiếc bàn ăn. Lúc này, ông ấy chỉ im lặng, thấy Lục Tân bước vào, đôi mắt ông ấy càng trở nên đỏ ngầu. Lúc này mẹ Lục Tân đang dựa vào tường, vừa nói chuyện điện thoại vừa cười, cô Trần, ngươi lo lắng cái gì chứ? Không sao đâu, chỉ là có mấy tên cướp đã vào trong thành phố, đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Con trai ta đang làm việc ở bộ phận có liên quan, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được đừng lo lắng, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Trầm Cha Lục Tân bất ngờ giơ tay đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn ăn vốn đã bị nứt một nửa lập tức đổ sập. Tiếng ồn cực lớn đã kích thích thần kinh của mọi người, đồ vô dụng, toàn một lũ vô dụng, một lũ vô dụng bị người ta lợi dụng, bị người ta hại chết. Cha hắn tức giận đứng dậy, hai mắt đỏ hoe, trên trán nổi đầy gân xanh, tựa như có mấy con rắn đang bơi dưới lớp da của ông ấy khi ông ấy giận dữ hét lớn một hàng dao treo ở trong bếp khẽ rung lên bóng đèn treo trong phòng khách cũng vậy căn phòng cũng bắt đầu rung lên cuối cùng lục tân cảm nhận được tòa nhà cổ kính này dường như cũng khẽ rung chuyển hừ em gái đang nằm trên lưng lục tân bỗng thò khuôn mặt nhỏ nhắn ra từ phía sau đầu hắn và gào khẽ với cha ngươi nói đi ngươi có phải là đồ vô dụng không cha hắn vừa hét lớn vừa bước về phía lục tân mấy ngón tay ông ấy gần như sắp cào vào mặt lục tân ông ấy có vẻ vô cùng bất mãn với lục tân lớn tiếng quát lên ngươi đã chạy bên ngoài cả đêm thế nhưng ngươi rốt cuộc đã làm cái gì ngươi đã thả hết những kẻ đó rồi ngươi bị người ta lừa bịp chạy muốn gãy chân nhưng lại không được hưởng thứ gì tốt đẹp cả lục tân im lặng nhìn cha hắn hắn chỉ đứng bất động tại chỗ dù ngón tay của ông ấy sắp chạm vào mặt hắn hắn cũng không nhúc nhích ngay cả mắt cũng không chớp được rồi được rồi đã tức giận cả ngày nay còn chưa chịu dừng lại chẳng phải con nó đã trở về rồi sao phía sau mẹ lục tân cúp điện thoại nhẹ nhàng đi tới bà ấy mỉm cười nói bây giờ mọi người trong nhà đều đông đủ rồi có phải chúng ta cũng nên tổ chức một cuộc họp gia đình không trong bốn người khuôn mặt cha lục tân vẫn chưa hết tức giận ông ấy quay đầu gắt gao nhìn về phía mẹ lục tân mẹ hắn chỉ mỉm cười đánh nhau như vậy vẫn chưa đủ à. Tiếng thở hỗn hển của cha hắn lập tức trở nên nặng nề hơn rất nhiều, hai hàm răng nghiến chặt, trên trán ông ấy giống như có một con dung đất đang bò qua bò lại. Mẹ nói rất có lý, lúc này, Lục Tân mới chậm rãi lên tiếng, hắn yên lặng nhìn họ rồi nói, thật sự đã đến lúc nói chuyện cho đàng hoàng rồi. Nghe những lời Lục Tân vừa nói, cha hắn lập tức quay người lại nhìn hắn, đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì mà không thể ngồi xuống rồi nói cho đàng hoàng chứ? Mẹ hắn mỉm cười, bước đến bên cạnh ghế sofa một cách ưu nhã rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, còn Lục Tân thì liếc nhìn cha hắn rồi ôm em gái ngồi xuống ở đầu bên kia của ghế sofa, họ đều yên lặng chờ đợi cha hắn ngồi xuống. Cha hắn hình như hơi bực bội vì sự phớt lờ của họ, lúc này ông ấy càng tức giận hơn. Soạt. Ông ấy kéo mạnh chiếc ghế giữa bên cạnh bàn ăn rồi nặng nề ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống mấy người trên ghế sofa bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên cứng nhắc và nặng nề dường như có một loại sức mạnh vô hình vẫn đang tích tụ không biết khi nào mới bùng nổ ta cảm thấy mình không làm gì sai sau khi ngồi xuống lục tân im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nếu ta đã nhận khoản tiền lương này ta cũng nên giúp người ta giải quyết một số vấn đề cũng giống như những gì viện trưởng già đã nói mỗi người đều cố gắng làm tốt công việc của mình có như vậy xã hội này mới có thể hoạt động bình thường ngoài ra cô ấy còn giúp ta bảo vệ những người trong cô nhi viện ta đương nhiên phải thay cô ấy bảo vệ những người ở thành phố nghe thấy những lời này khuôn mặt cha hắn liền đỏ lên với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ánh mắt ông ấy trông rất hung dữ gần như sắp phun ra khỏi hốc mắt đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn nói những lời này sao ngươi bảo vệ những người khác vậy ai sẽ bảo vệ chúng ta công việc gì chứ chức vụ gì chứ, bọn chúng chỉ đang lợi dụng ngươi, tất cả đều là cái cớ của chúng, ngươi cho rằng chúng sẽ cảm kích ngươi sao? Bọn chúng còn nóng lòng muốn ngươi chết nữa kìa. Ngươi đã giúp bọn chúng làm rất nhiều thứ, nhưng phản ứng đầu tiên của bọn chúng chính là đề phòng ngươi, theo dõi ngươi, vì vậy, ngươi cũng nên để cho bọn chúng chết đi, nếu không thì, tất cả trong cái nhà này, tất cả đều sẽ bị ngươi hại chết. Lời nói của ông ấy như những mũi kim thép, đâm thẳng vào tâm trí Lục Tân rồi khuấy động dữ dội, khiến Lục Tân cảm thấy hơi đau đầu. Chương 188, cũng nên nói đạo lý mà nghĩ hắn cứ ong ong lên, ngay cả cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu trở nên không chân thực. Khi cha Lục Tân giận dữ hét lên, cả người Lục Tân giống như bị cuốn vào một cơn thủy triều hỗn loạn, có một cảm giác kìm nén khó hiểu khiến Lục Tân có cảm giác muốn ra sức hét thật to để mở ra tất cả. Cha Lục Tân gắt gao nhìn hắn, như thể đang chờ đợi câu trả lời của hắn nhưng Lục Tân chỉ cau mày mà không trả lời, giống như hắn không hề nghe thấy gì cả. Nếu họ đều chết sạch thì ai sẽ trả lương cho con trai chúng ta? Lúc này, mẹ Lục Tân mới mỉm cười lên tiếng, dưới ánh đèn, bà ấy ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa trong vừa tao nhã vừa quyến rũ, nghe giọng nói của bà ấy, Lục Tân mới cảm thấy bình tĩnh lại. Giọng nói của bà ấy vẫn từ tốn vang lên, nếu mọi người đều chết đi, ai sẽ duy trì sự hoạt động của thành phố này? Một thành phố vắng tanh không một bóng người thì còn gì là thú vị, cha hắn không thể trả lời câu hỏi này, nhưng tiếng thở hỗn hển của ông ấy lại trở nên nặng nề trông thấy. Mẹ hắn ngay cả giọng nói cũng dịu dàng và lý trí như vậy, bà ấy nhìn cha hắn bằng một đôi mắt xinh đẹp và dịu dàng, "Thực ra, chúng ta cũng nên nói đạo lý mới được, nếu chúng ta đã làm ra một số việc mà những người khác không thể làm được, vậy thì tại sao chúng ta lại muốn tước đoạt quyền sợ hãi của người ta được?" "Không phải ai cũng giống như ngươi." không thích ra ngoài, thế giới này ấy mà, vẫn nên náo nhiệt một chút sẽ hay hơn. Rắc rắc rắc. Cha hắn gắt gao nhìn chầm chầm vào mẹ hắn, ông ấy siết chặt nắm tay đến nỗi phát ra tiếng rắc rắc, cánh tay ông hình như mơ hồ trở nên to hơn. Mẹ hắn chỉ mỉm cười liếc nhìn ông ấy, ánh mắt của bà không hề lãng tránh, thậm chí còn mơ hồ mang theo khiêu khích. Thấy họ hình như lại sắp đánh nhau, Lục Tân cảm thấy hơi đau đầu. Thực ra, mẹ không thể đánh thắng cha, nhưng lần nào bà ấy cũng muốn khiêu khích ông ấy hơn nữa có đôi khi rõ ràng bà ấy có thể khiến cha sợ hãi nhưng bà ấy rất hiếm khi dùng cách đó thậm chí nghĩ kỹ lại hình như chỉ khi nào bị cha hắn nhìn chằm chằm bà ấy mới dùng đến cách đó tuy nhiên có lẽ lần này dù sao cũng là đang chính thức thảo luận gì đó cũng có thể vì họ đã đánh nhau một trận ác liệt trước khi lục tân trở về lần này cha hắn tức giận nhưng không đến mức ra tay đánh người sau khi mẹ nhìn cha hắn một cách khiêu khích được một lúc đôi mắt dịu dàng và tinh tế đó lại rơi trên người lục tân tất nhiên mẹ là người rất hiểu đạo lý tuy nhiên biểu hiện của ngươi quả thật cũng hơi yếu đuối đấy khi những người đó chạy trốn ngươi đã lựa chọn cứu người trước mẹ có thể hiểu được nhưng bây giờ thì sao lục tân nghe ra mẹ hắn muốn biểu đạt điều gì trong lòng hắn cũng hiểu thảo nào lần này họ không đánh nhau nữa thì ra bây giờ thái độ của họ là giống nhau điều này khiến Lục Tân rơi vào trầm tư. Hắn vô thức nhìn cha, mẹ và em gái đang ngồi co ro ở bên cạnh, họ đều chân thực và sống động như vậy, họ đều có tính cách của riêng mình, hơn nữa họ đều đang lo lắng cho nhau theo cách riêng của mỗi người. Nếu không muốn bị người khác giết, ngươi chỉ có thể ra tay trước khi chúng giết ngươi. Ngươi phải khiến cho chúng hiểu rằng chúng không nên chọc vào ngươi. Cha Lục Tân khẽ nghiến răng, nhìn chầm chầm Lục Tân bằng đôi mắt đỏ như máu rồi chậm rãi nói ngươi đã là một đứa trẻ trưởng thành đã đi làm nhiều năm rồi lúc này mẹ lục tân cũng dịu dàng cười với hắn đôi khi mềm lòng quá cũng không phải là một thói quen tốt giọng nói của họ một người là giận dữ một người là dịu dàng nhưng dường như họ đều đang cố gắng hết sức để truyền đạt điều gì đó với lục tân điều này khiến hắn vô thức có chút xuất thần trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc kỳ lạ anh trai không làm sai khi cha vẫn chưa nguôi giận và mẹ hắn thì nhẹ nhàng chỉ ra vấn đề, em gái lại bất ngờ thò đầu ra rồi hét lên. Giọng nói của con bé rất to, nó ra sức hét về phía cha và mẹ. Hai cánh tay nhỏ bé gắt gao ôm chặt lấy cánh tay lục tân, như sợ hắn đột nhiên chạy mất vậy. Ồ, mẹ hắn liếc nhìn em gái với vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó bà ấy khẽ che miệng rồi bật cười. Trong lúc cười, ánh mắt của mẹ lặng lẽ quét qua khuôn mặt của em gái, trông hơi vi diệu. Tuy nhiên, em gái không để ý đến biểu cảm của mẹ, con bé thò hơn nửa thân người ra ngoài rồi làm một biểu cảm dữ tợn về phía cha mình. Con nhóc chết tiệt, con nhóc ngu ngốc, ngươi hoàn toàn không hiểu gì hết. Cha Lục Tân đột nhiên nổi cơn thịnh nộ khi con bé cãi lại, ông ấy hét lên một tiếng đầy hung dữ, lập tức đứng bật dậy, cơ thể ông ấy trở nên cao lớn khác thường. Sau lưng ông ấy, chiếc đèn trùng duy nhất trong phòng khách treo cách mặt đất khoảng 2 mét bị thân hình ông ấy cản lại, tạo thành một cái bóng cực lớn, cái bóng bao trùm lấy lục tân và em gái, khi bóng đèn đung đưa, cái bóng cũng không ngừng dập dần. Những chuyện anh trai làm đều không sai. Em gái hơi sợ hãi, trục người lại sau lưng lục tân, nhưng miệng nó vẫn khẽ lẩm bẩm. Chương 189, đi tìm chúng, câm miệng, cha hắn mắng mỏ dữ dội, cơn giận của ông ấy dường như ngày càng lớn hơn ông ấy tiến lại gần từng chút một cái bóng ông ấy tạo ra ngày càng lớn hơn ánh đèn ở sau lưng ông ấy khiến hắn và em gái lúc này chỉ có thể thấy được một đôi mắt đỏ như máu ngươi đừng có dọa em gái lục tân ông chặt lấy em gái đã con người thành một khối nhỏ xíu ở bên cạnh hắn cau mày nói với cha mình gân xanh vặn vẹo và kéo căng đang giật giật dưới làn da của cha hắn tuy nhiên nghe xong câu nói của lục tân Cơn tức giận gần như sắp bộc phát của cha hắn cuối cùng vẫn không trút lên đầu hai anh em. Ông chỉ liếc mắt nhìn Lục Tân, người đang ngồi trên ghế sofa che ở trước mặt em gái. Giọng của ông ấy vừa hung dữ vừa tức giận, dù là công việc, lẽ nào ngươi không quan tâm đến bản thân nữa sao? Những kẻ đó, suýt chút nữa đã xé xác ngươi thành từng mảnh, nổ súng bắn ngươi thành nước sốt thịt, sau đó chúng sẽ bỏ đi mà không thèm nói một lời. Lẽ nào ngươi định tiếp tục không quan tâm như trước kia? lẽ nào ngươi lại để chúng rời đi một cách thoải mái như vậy sao bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên có chút vi diệu khi nghe thấy chuyện này mẹ lục tân chỉ lặng lẽ ngồi đó và mỉm cười một cách tao nhã em gái dường như hơi cảnh giác nó nghiêng đầu nhìn sườn mặt của lục tân mẹ lục tân nhìn dáng vẻ này của em gái bà chỉ khẽ cười đương nhiên anh trai của ngươi không sai hắn làm rất đúng chỉ là bây giờ thứ chúng ta cần bàn là chuyện tiếp theo những kẻ đó đã làm chuyện xấu và cướp đi bức họa dù những người khác đều cho rằng những người đến từ bên ngoài thành phố đến đây để cướp bức họa nhưng chúng ta hãy nghĩ kỹ lại xem sự việc có thực sự đơn giản như vậy không nếu chúng chỉ vì mục đích cướp bức họa tại sao ngay từ đầu đã có người cải tạo tinh thần đến tìm các ngươi tại sao quả bom đó lại chỉ phát nổ ở phía nam thành phố nếu bố trí ở một nơi tương đối gần với bến cảng chẳng phải sẽ càng tiện hơn sao cho nên chúng ta phải làm thế nào? Không biết em gái có hiểu những lời mẹ vừa nói hay không, Lục Tân chỉ thấy con bé có hơi xuất thần, mẹ hắn mỉm cười, hơn nữa, bên ngoài thành phố cũng rất vui, chúng ta còn chưa ra khỏi thành phố. Đôi mắt của em gái cũng trở nên hơi sáng lên. Trong khi người nhà đang thảo luận về những điều này một cách thoải mái và vui vẻ, Lục Tân vẫn yên lặng ngồi trên ghế sofa, không biết hắn đang nghĩ gì, khuôn mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái hắn vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy đôi mắt đỏ như máu của cha nụ cười tao nhã của mẹ và nhịp tim đập rộn ràng vì tò mò của em gái các ngươi đều nói rất có lý hắn khẽ gật đầu và nói với vẻ cảm thán lần này ngươi đồng ý rồi ư cha hắn im lặng một lúc sau đó mới nhìn thẳng vào mắt hắn rồi thấp giọng hỏi từ khuôn mặt tức giận ấy dường như có thể cảm nhận được một biểu cảm phấn khích thậm chí là mong đợi nên nói là một lúc sau lục tân mới khẽ gật đầu rồi thấp giọng nói xẹt xẹt hình như tòa nhà này quá cũ kỹ đã nhiều năm không được tu sửa nên điện áp không được ổn định mọi người có thể nghe rõ âm thanh chập điện bóng đèn treo trong phòng khách cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối điều này khiến cho khuôn mặt của lục tân lúc thì hiện ra mờ mờ dưới cái bóng của cha hắn lúc thì trở nên hoàn toàn tối đen hắn thậm chí không nhìn ra lúc này biểu cảm của ông ấy rốt cuộc là thế nào hình như là đang mỉm cười lại có vẻ rất bình tĩnh giọng nói của lục tân từ từ vang lên trước khi về nhà lần này ta đã quyết định rồi ta đến tìm các ngươi là vì muốn xác nhận xem các ngươi có ủng hộ ta không nghe xong câu này biểu cảm mong đợi ban đầu của cha hắn bỗng trở nên hơi kỳ lạ sau đó ông ấy chậm rãi nhìn chằm chằm lục tân khóe miệng bắt đầu kéo sang hai bên dần dần biến thành một nụ cười lúc này nụ cười trên mặt ông ấy và lục tân trông cực kỳ giống nhau không biết qua bao lâu mẹ lục tân nhẹ nhàng đứng dậy bây giờ điện áp trong nhà mới ổn định trở lại ánh đèn ổn định tỏa đều trong căn phòng khách nhỏ sáng sủa và ấm áp các ngươi thấy đấy có chuyện gì thì từ từ thương lượng như vậy tốt biết bao mẹ nhẹ nhàng đứng dậy bà nở một nụ cười rồi bắt đầu tổng kết cuộc họp cứ quyết định một cách vui vẻ như vậy đi chúng ta đi tìm chúng nhé Nghe bà ấy nói, cha hắn chỉ im lặng gật đầu với vẻ lạnh lùng. Em gái ôm lấy cánh tay của Lục Tân, như thể chỉ chờ đợi ý kiến của hắn. Lục Tân cũng điềm tĩnh gật đầu, hắn rất thích mọi người trong nhà có được tiếng nói chung thông qua cách thức thân thiện và vui vẻ như thế này. Chương 190, may mà chết ít đại tá Trần. Trên vách tường là một hàng đèn chân không chiếu sáng lối đi, không hề chói mắt. Trần Tinh vừa làm phẫu thuật xong, cô đã thay một bộ vét phẳng phiêu vừa người, mái tóc được chải gọn gàng, chân đi đôi giày cao gót cao hơn 10 phân. Cô ôm một tập tài liệu, giày cao gót gõ cục cục về phía phòng làm việc. Hai bảo vệ đứng ở cửa lập tức chào hỏi cô theo lễ. Trần Tinh gật đầu với họ, sau đó người bảo vệ đứng bên trái mở cửa phòng làm việc cho cô. Lúc này, bên trong phòng làm việc rộng rãi, giáo sư bạch mặc áo choàng dài màu trắng đang không người, cầm kính lúc cẩn thận quan sát một tập tài liệu cũ trên bàn ở bên cạnh ông là một tấm bản dáng rất nhiều ảnh chụp. Trong số những bức ảnh này, có cái là ảnh phẫu thuật của Tần Nhiên, có cái lại là báo cáo phân tích toàn diện. Giáo sư Bạch, Trần Tinh trở tay đóng cửa lại, đặt tập tài liệu trong tay lên bàn, cô nói, khẩu cung của cha con nhà họ hứa. Địa điểm cất giữ các tác phẩm nghệ thuật mà họ sưu tầm trong đợt này, còn có cả tài liệu lục soát đột săn hoang giả đều được tập hợp ở đây. Ban nãy ta đã xem qua rồi, có lý do để nghi ngờ rằng những người đó có lẽ đã tìm kiếm bức tranh kia ở trong thành phố từ lâu rồi hơn nữa còn ở lại trong một khoảng thời gian không ngắn cô nói đoạn hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp lúc trước khi tra hỏi hứa tiêu tiêu cô ta từng nhắc tới chuyện sau khi nhìn thấy bức tranh kia thì nảy sinh lòng riêng cố ý muốn che giấu bức tranh này bên cạnh đó còn lặng lẽ chuyển nó tới một thùng hàng khác nữa cô ta làm chuyện này rất cẩn thận đến cả cha cô ta còn không biết nữa đương nhiên những người khác cũng không thể biết được chuyện này cho nên ta đoán cô hơi cao mày mặc dù đang nói là đoán nhưng giọng nói lại mang theo vẻ chắc chắn vô cùng thực ra những vị biến giả ngoài thành đã biết bức tranh đang ở trong tay cô ta từ lâu rồi thậm chí có lẽ họ đã tìm ra được những tác phẩm nghệ thuật bị hai cha con kia để ở cảng bạn phụ nhưng họ vẫn chưa tìm được bức tranh này bên trong số tác phẩm nghệ thuật kia cho nên mới ẩn nấp tới tận bây giờ tới khi hứa tiêu tiêu rời khỏi thành phố chính bức tranh này bị lộ ra ngoài họ mới tìm được cơ hội ra tay cô vừa nói vừa đặt trước mặt giáo sư bạch một tập tài liệu được sửa sang tạm thời rồi in ra nói qua việc này cũng có thể phân tích được vài manh mối e rằng những dị biến giả bên ngoài thành phố này không thể nào vào trong thành phố chính để tìm hứa tiêu tiêu ẩn thân bên ngoài đợi cơ hội tới nhưng có lẽ họ cũng có tai mắt trong thành phố chính nếu không họ không thể nào biết thời gian cụ thể chính xác hứa tiêu tiêu rời khỏi thành thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng để phục kích chúng ta, cô còn nói cả sắp xếp của mình, trước khi tới đây, ta đã cho người đi điều tra một công ty tư vấn ngầm đã thuê đang binh xử lý vấn đề cho cha con nhà họ Hứa. Dù sao nhìn mặt ngoài mà nói, khả năng cao họ chính là người đã tiết lộ bí mật, giáo sư Bạch nghe Trần Tinh nói, từ từ đứng dậy, vết thương của ngươi thế nào rồi? Trần Tinh ngẩn ra rồi mới đáp, không thành vấn đề. Ngươi vẫn nên chú ý nghỉ ngơi thì hơn. Giáo sư Bạch nói, ngươi có thể dùng năng lực của mình để loại bỏ cảm giác đau đớn, không làm ảnh hưởng tới công việc, nhưng điều đó không có nghĩa là vết thương không tồn tại, nó sẽ làm cho ngươi phải gánh vác nhiều thứ trong cùng một lúc, dị biến giả cũng là người, ngươi không thể sai bảo bản thân mình như robot được. Bây giờ ta không thể nghỉ ngơi. Trần Tinh im lặng một lát rồi nói, chuyện này rất nghiêm trọng, chưa làm cho rõ ràng thì ta không đợi được. Thực ra mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi. Giáo sư Bạch kéo một cái ghế ra cho Trần Tinh, ý bảo cô ngồi xuống rồi nói. Sau đó ông nói, nguồn ô nhiễm đặc biệt số 041. Hay gọi hắn là Tần Nhiên, dù sao đây cũng là điều duy nhất chúng ta biết về hắn ở thời điểm hiện tại. Có lẽ hắn là một dị biến giả rất mạnh, từ khả năng sử dụng năng lực thuần thục của hắn, có thể nhìn ra rằng ít nhất hắn đã đạt tới cuối giai đoạn thứ nhất rồi, không loại trừ khả năng đã bước sang giai đoạn thứ hai. Nói xong, Ông nhìn ảnh chụp tầng nhiên trên tấm bản, trong đó có một tấm chụp lúc phẫu thuật, ánh mắt ông dường như mang theo vẻ thưởng thức. Tên này rất to gan, nhưng cũng rất cẩn thận. Hắn hiểu rõ về công tác phòng thủ của thành phố vệ tinh, có lẽ vì đã có nhiều kinh nghiệm sống bên trong thành phố cao tường, hoặc hắn vào trong thành phố chính là để lấy bức tranh này, nhưng bất luận xuất phát từ mục tiêu muốn làm tan rã hệ thống phòng thủ của chúng ta, để chúng thuận tiện hành động, hay muốn khơi màu bạo loạn, kiềm chế sức mạnh của chúng ta phòng việc bị truy bắt, công việc dọn dẹp hậu quả mà hắn để lại là chuyện vô cùng nguy hiểm đối với người bình thường. Chúng ta thậm chí còn có thể vui mừng vì ảnh hưởng lần này gây ra tuy lớn nhưng thương vong lại thấp hơn dự tính rất nhiều. Trần Tinh nhíu chặt hàng mày, đột nhiên nói, nếu chỉ là trộm cướp thì thôi, nhưng giáo hội khoa học và công nghệ thì. Chương 191, nghi ngờ, trái lại, ta không cho rằng đây là ý đồ của giáo hội khoa học và công nghệ. Giáo sư Bạch lắc đầu, nói, căn cứ vào phong cách hành động bình thường của giáo hội khoa học và công nghệ nếu tất cả là do họ sắp xếp thì rất có thể đã không chỉ xuất hiện mỗi một quả lựu đạn tinh thần trong thành phố đâu khả năng hợp với suy nghĩ của ta hơn chính là đám người này đã gia nhập đoàn kỵ sĩ của thành phố mua loại vũ khí đó từ chỗ giáo hội khoa học và công nghệ dùng để kiềm chế sức mạnh của chúng ta đề phòng chúng ta truy đuổi họ đương nhiên cũng không loại trừ khả năng giáo hội khoa học và công nghệ đã bày mưu tính kế để họ làm nổ quả lựu đạn này từ đó quan sát số liệu thực nghiệm của quả lựu đạn. Đồng thời phát tín hiệu với những tập đoàn và thế lực khác trong thành phố Cao Tường, dù sao thì căn cứ vào những số liệu quan sát và đo lường được thì nếu lựu đạn nổ thật, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Là công của Đan binh. Trần Tinh im lặng một hồi mới nói nhỏ, mà bên phía bộ trưởng thẩm lại cho người đi theo dõi Đan binh, ngươi hiểu cách nghĩ của lão thẩm mà, với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện bình thường. Giáo sư Bạch mỉm cười, nói, "Thực ra ta đồng ý để ngươi tới đây cũng để nói chuyện này." Ông chỉ vào một tài liệu trên bảng, nói, "Nói từ chỗ đoàn kỵ sĩ thần bí này đi, căn cứ vào các tài liệu đã tổng hợp từ trước, những chuyện mà họ đã làm đều tuân theo quy luật logic. Nhưng chỉ có một chuyện có vẻ hơi đột ngột." Lúc trước, họ đã từng sắp xếp một người cải tạo tinh thần xuất hiện ở thành phố vệ tinh số 2, cũng cố gắng tiếp cận Đan binh, chỉ là bị Đan binh dọa cho chạy mất bất luận là thế nào qua các mẫu kiểm tra đo lường còn sót lại ta có thể chắc chắn rằng người cải tạo tinh thần này và người cải tạo tinh thần đã tập kích các ngươi ở đường cửu giang thuộc cùng một loại rất có khả năng là xuất phát từ sự điều khiển của cùng một dị biến giả hệ con rối nói cách khác người thuộc đoàn kỵ sĩ đã bắt đầu tiếp xúc với đan binh từ lâu nói tới đây ông hơi dừng lại một lát nhìn về phía trần tinh rồi nói tiếp ngươi biết vì sao không trần tinh nghe những lời này Suy nghĩ cẩn thận một lần. Lúc Lục Tân thông báo với cô rằng có người cải tạo tinh thần xuất hiện, cô cũng đã nghi ngờ mục đích của đám người này rồi, nhưng mà, trước tiên cô phải giải quyết sự kiện ô nhiễm tinh thần ở thành phố vệ tinh số 2, còn phải phẫu thuật nên chưa kịp phân tích tất cả các tài liệu. Vì thế, khi nhận được câu hỏi của giáo sư Bạch, cô chỉ đành lắc đầu, ta không có manh mối gì cả. Đọc tài liệu này đi, ngươi sẽ biết Giáo sư Bạch đẩy tập tài liệu đã cũ trên bàn tới trước mặt Trần Tinh. Trong khi Trần Tinh cúi đầu đọc nội dung tài liệu, giáo sư Bạch nhẹ nhàng nói, vì cuộc hỗn loạn lúc trước, ghi chép của phòng cảnh vệ không hoàn chỉnh, dẫn tới việc chúng ta không có bản ghi chính xác về rất nhiều sự việc, nhưng may mà chúng ta đã bắt đầu điều tra việc cô nhi viện Trăng Đỏ phát nổ từ rất lâu rồi. Sau khoảng thời gian đó, không tìm được manh mối giải thích rõ ràng hơn cho trận phát nổ thần bí này nhưng chúng ta lại phát hiện ra vài chuyện khác. Trần Tinh vẫn đang đọc tài liệu thật cẩn thận, ánh mắt dần trở nên kinh ngạc, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn giáo sư Bạch. Người hoài nghi hắn là 20 năm trước, trong giai đoạn đầu khi Viện Nghiên cứu Nguyệt thực chính thức được thành lập, từng có sự bất đồng, chia rẽ, giáo sư Bạch nói với vẻ bình tĩnh, lần bất đồng chia rẽ này dẫn tới việc một chủ nhiệm phòng thí nghiệm đã rời đi cùng với một số tài liệu và vật thí nghiệm quan trọng. Từ đó tới rất nhiều năm về sau, viện nghiên cứu nguyệt thực vẫn luôn tìm kiếm ông ta có rất nhiều người biết chuyện này ông nói chậm rãi rồi đứng lên có lý do để nghi ngờ đây chính là một trong số mục đích của đoàn kỵ sĩ trong chốc lát trần tinh đã bị di dời lực chú ý cô nhìn báo cáo trước mặt biểu cảm trên mặt biến chuyển lớn qua hồi lâu sau cô mới nhỏ giọng nói nhưng những tài liệu này quá ít ỏi không nói rõ được điều gì đúng là thế giáo sư bạch gật đầu rồi nói thời gian trôi qua lâu rồi hơn nữa có nhiều thứ dường như bị người ta cố gắng che giấu rất khó để tìm ra chứng cứ rõ ràng bây giờ chúng ta mới chỉ suy đoán khả năng có thể xảy ra nhưng nếu như cô nhi viện kia thực sự có liên quan tới vị chủ nhiệm bỏ trốn năm đó vậy bây giờ ít nhất hẳn là còn một người biết chân tướng đằng sau chuyện này trần tinh chợt ngẩng đầu lên nói tăng tiểu lộc sao giáo sư bạch gật đầu nói cho nên nếu ngươi không phải xử lý công việc ta đề nghị ngươi nên đi làm chuyện này Đối với việc dị biến giả ngoài thành dùng cách nào để lén vận chuyển vũ khí vào trong thành phố, hay dùng cách nào để nghe ngóng tin tức của cha con nhà họ Hứa ở thành phố chính, lão thẩm am hiểu cách giải quyết hơn ngươi, ra tay cũng mạnh mẽ quyết đoán hơn, ngươi không phải lo tới nữa, cứ yên tâm giao cho ông ta là được rồi. Còn chuyện liên quan tới cô nhi viện thì cần ngươi tự mình xử lý, giao cho người khác, ta không yên tâm. Chương 192, gặp mặt Trần Tinh nghe giáo sư Bạch nói vậy, Im lặng một lát rồi nói, nguyên tắc và giới hạn là gì? Giáo sư Bạch dường như suy tư nghiêm túc một lát, sau đó cười nói, khi ngươi bắt đầu suy nghĩ đến việc đưa ra nguyên tắc và giới hạn cho mình. Điều này thường thể hiện rằng trong lòng ngươi đang hoảng sợ, hành sự sẽ không được chu toàn, vì thế, ta không định đưa ra nguyên tắc với ngươi, ngươi nên làm như thế nào thì hãy cứ làm như vậy. Đây chính là nguyên tắc và giới hạn mà ngươi cần tuân thủ. Trần Tinh chăm chú lắng nghe thoáng trầm ngâm rồi mới gật đầu, ta hiểu rồi. Vì cuộc hỗn loạn quy mô lớn bột phát lần này mà mọi người ở thành phố vệ tinh số 2 đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Thế nhưng cô nhi viện cách phòng cảnh vệ rất gần kia lại yên bình thoát khỏi tai nạn này. Khi xe trần tinh dừng ở cô nhi viện, thậm chí cô còn mơ hồ nghe được tiếng trẻ con đang đọc bài truyền tới từ bên trong. Trần tinh xuống xe, gật đầu với chiến sĩ canh giữ cô nhi viện đứng bên cạnh, đi thẳng vào cầu thang chật hẹp. Chỉ mới mấy ngày mà trên vách tường đã có thêm rất nhiều hình trẻ con vẽ bậy. Nhưng những nét vẽ nguyệt ngoạc này dường như đã được ai đó sửa sang lại, vốn là những hình vẽ siêu vẹo này lại biến thành tác phẩm rất dễ thương, có thể nhìn ra được rằng người đã sửa lại những nét vẽ nguyệt ngoạc này là một người rất dịu dàng. Trần Tinh cảm thấy vô cùng tò mò với vị viện trưởng trẻ tuổi nhưng lại rất chiếm phần quan trọng trong hồ sơ của Đan Binh. Đồng thời... Cô cũng cảm thấy may mắn khi bản thân đã đưa ra quyết định di dời người trong cô nhi viện tới nơi đây để bảo vệ bọn họ. Tuy lúc đó cô nghĩ rằng, chỉ cần có thể làm cho đan binh không phải lo lắng, để hắn yên lòng dốc sức phối hợp với công việc điều tra nguồn ô nhiễm đang ấn nấp trong thành phố vệ tinh. Nhưng sau khi sâu chuỗi lại mọi chuyện, cô mới ý thức được rằng, quyết định của mình đã vô tình lập được công lớn. Nếu khi đó cô không dời cô nhi viện tới đây, có lẽ đã xảy ra chuyện gì bất trắc. Dù sao, Lời của giáo sư Bạch đã xác nhận, đoàn kỵ sĩ đến từ ngoài thành kia biết đến sự tồn tại của cô nhi viện này. Khi lên tầng 3, cô thấy một ông lão mặc quần áo bảo vệ màu xanh nhạt ngồi trên ghế ở khúc rẽ cầu thang. Ông lão đang đọc báo, thấy Trần Tinh đi tới, ánh mắt dò xét xuyên qua lớp kính lão. Trần Tinh đang mặc thường phục nhưng vóc dáng của cô vốn cao gầy tinh tế, bộ vét được may đo vừa vặn, mái tóc ngắn càng tăng thêm vẻ sắc bén. Rất rõ ràng, cô không giống như người nên xuất hiện ở đây ta là người ở phòng cảnh vệ, đến để tìm viện trưởng tăng, Trần Tinh biết người này là bảo vệ của cô nhi viện. Khi cô nhi viện dời tới đây, ông ta cũng đi theo, tuy điều kiện ở đây tốt hơn ở tiểu học trăng đỏ một chút nhưng ông không có phòng bảo vệ, chỉ có thể ngồi trong ở lối rẽ cầu thang, ông lão bảo vệ nhìn Trần Tinh, tiện miệng nói, vẫn chưa tới giờ tan học, đợi lát nữa. Trần Tinh cũng nhìn ông lão, được ạ. À. Sau đó, hai người cùng im lặng không nói câu gì, một người tiếp tục đọc báo, một người lặng lặng chờ ở cầu thang. Sau khi đợi tầm mấy chục phút, cô nghe thấy bên trên có tiếng huyên náo của đám trẻ. Trần Tinh leo cầu thang lên tầng 4, thấy một cô gái trên đầu gối để một chồng sách giáo khoa, chậm rãi trượt xe lăn trong sự vây quanh của đám trẻ con. Cô ấy thoạt nhìn không lớn hơn lục tân là bao, buộc tóc đuôi ngựa, ngoại hình vô cùng thanh thuần, là kiểu vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy rất điềm đạm dịu dàng, cũng rất đáng tin cậy so với trong hình thì nhìn người thật càng đáng yêu hơn. Trần Tinh nở nụ cười, nhẹ nhàng nghênh đón, chào ngươi, ta là Trần Tinh, là đồng nghiệp của Lục Tân. Đồng nghiệp sao? Cô giáo Tiểu Lộc có phần kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ cao khoảng 1m75, còn đi thêm giày cao gót này. Trên gương mặt cô ấy lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, ngươi chính là người đưa cho hắn rất nhiều tiền đó ư. Trần Tinh không ngờ lực chú ý của cô ấy lại tập trung ở chuyện này, cười khẽ rồi nói, công việc của hắn rất xứng đáng với số tiền lương đó cô giáo tiểu lộc lập tức gật đầu dường như hơi căng thẳng được lần này ngươi qua đây là muốn hỏi chuyện gì trần tinh thản nhiên nói muốn tìm ngươi để tìm hiểu chút chuyện trước kia được thôi cô giáo tiểu lộc im lặng trong giây lát rồi chỉ vào phòng làm việc ở phía đối diện vậy ngươi chờ ta một lát có được không ta phải đi cất sách không có vấn đề gì ta không gấp trần tinh nhẹ giọng đồng ý đi thẳng tới phòng làm việc ở phía đối diện. Căn phòng này rộng chừng 10 mét vuông, nói là phòng làm việc nhưng chỉ bày trí một cái bàn, một cái ghế, trong góc phòng là một ít đồ chơi, bóng đá các loại, càng giống một gian phòng nghỉ hơn. Cô cũng không vội vàng, ngồi xuống ghế, tùy ý cầm một quyển vở bài tập của đám trẻ lên xem, chỉ thấy câu văn rất ngây thơ, nhưng được viết rất nắng nóc. Chương 193, mấy người đừng hồng moi thông tin từ tôi, lớn lên rồi ta muốn làm nhà khoa học phát minh ra một con gà có 10 cái chân, mọi người có thể ăn đùi gà mỗi ngày. Về sau ta muốn chế tạo ra phi thuyền, bay lên trời làm nổ tung mặt trăng. Sau này ta muốn cưới cô giáo Tiểu Lộc, phía sau có lời phê, cô giáo không đồng ý. Nhìn một lát, khóe miệng Trần Tinh không nén được nụ cười, trẻ con ở đây đều có lý tưởng như vậy sao? Thật ngại quá, để cho ngươi phải đợi lâu rồi, cô giáo Tiểu Lộc đẩy cửa, trượt xe vào một cách chậm rãi nói với vẻ ấy nấy, ngươi muốn uống trà không? Không cần phiền vậy đâu. Trần Tinh buông quyển vỡ xuống, giữa lưng vào bàn làm việc, cười nói, ta tới tìm ngươi tâm sự vài câu thôi. Cô giáo tiểu lộc đóng cửa lại, gật đầu một cái, sắc mặt có phần nghiêm trọng, không biết ngươi muốn hỏi chuyện gì. Là chuyện liên quan tới lục tân. Trần Tinh thản nhiên nói, năm đó có lẽ các ngươi cùng lớn lên trong một cô nhi viện đúng không? Cô giáo tiểu lộc gật đầu, nói, đúng hắn rời đi vào năm chừng 13 tuổi, nhưng bình thường hắn hay quay lại giúp đỡ ta. Cô ấy ngẫm nghĩ một lát rồi cười, nói, tên này đúng là ngốc nghếch, cứ đưa hết tiền lương cho ta. Đôi khi ta thấy đến mùa đông hắn cũng không nở mặt quần áo dày, nhưng lại đưa hết tiền lương để ta mua quần áo, mua thang cho đám trẻ. Nhưng nói thật, nếu không có hắn, thì có lẽ cô nhi viện này đã không chống đỡ nổi từ lâu rồi, chúng ta cũng đã chết đói hắn đúng là một người rất tốt trần tinh mỉm cười nói nhưng lần này tới đây ta muốn biết chuyện trước đây của cô nhi viện giọng nói của cô giáo tiểu lộc nhỏ dần lát sau mới đáp trước đây ở cô nhi viện hắn chính là một cậu bé rất ngoan cô ấy hơi ngừng lại ngẩng đầu nhìn về phía trần tinh nhưng chuyện này thì có gì để hỏi cơ chứ trần tinh lẳng lặng đánh giá cô ấy nhẹ giọng đáp năm đó cô nhi viện đã từng xảy ra chuyện đúng không Cô giáo Tiểu Lộc im lặng, một hồi lâu sau, cô ấy mới nhẹ nhàng nói, "Ngươi muốn hỏi chuyện gì?" Tốc độ nói của Trần Tinh chậm lại, "Ta chỉ muốn biết, năm đó, cô nhi viện xảy ra chuyện. Ví dụ như, lúc đó, Lục Tân như thế nào? Thêm nữa, lúc vụ nổ đột ngột xảy ra, ngươi và Lục Tân rốt cục đang, bỗng nhiên, ánh mắt Trần Tinh hơi ngưng lại, cô không nói thêm nữa. Bởi vì cô nhìn thấy Cô giáo tiểu lộc lấy ra một khẩu súng từ trong làng váy rũ xuống của mình. Cô ấy dùng súng nhằm vào cầm mình, ngẩng đầu nhìn Trần Tinh, đôi mắt ngập nước. Trần Tinh cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhưng không vội nói gì, chỉ dùng ánh mắt để xoa dịu. Ta không biết ngươi muốn hỏi gì, ta không biết gì về chuyện năm đó cả. Giọng nói của cô giáo tiểu lộc hơi run run, trong đôi mắt ẩn ẩn nước, nhưng thái độ của cô ấy lại mang theo vẻ kiên định đến thần kỳ. Nhưng ta biết rằng, không thể để các ngươi làm tổn thương lục tân. Cuộc sống của chúng ta bây giờ đều rất tốt, hắn là người tốt như vậy, hắn xứng đáng có được cuộc sống yên bình bây giờ. Cho nên, các ngươi đừng hòng có thể lấy được gì từ chỗ ta, ta không cho phép các ngươi làm hắn tổn thương. Nói đoạn, cô ấy cắn chặt răng, tay nắm chặt súng, ta biết các ngươi có rất nhiều cách quái gỡ để bắt ta mở miệng. Nhưng nếu như ngươi ép buộc ta, ta thà rằng, tự giết mình. Trần Tinh lặng lặng nhìn cô giáo Tiểu Lộc. Đôi tay đang run rẩy, những ngón tay nhỏ nhắn gắn gượng đặt trên cò súng, phía trên khẩu súng đã rỉ sét, rất cũ kỹ. Thì ra ban nãy cô ấy nói muốn đi cất sách, nhưng thật ra là để lấy khẩu súng này. Lúc lâu sau, Trần Tinh mới chậm rãi lắc đầu, cây súng này chưa được bảo dưỡng, không bắn được đâu. Sau đó, cô đứng dậy, viết một dòng số lên cuốn vở bài tập bên cạnh, Ta không biết vì điều gì mà các ngươi luôn đề cao cảnh giác với mọi thứ, nhưng ta muốn nói với ngươi rằng, không phải mọi người trên thế giới đều là cùng một loại, ngươi rất trân quý cuộc sống yên bình này, cũng mong hắn sẽ tiếp tục duy trì sự yên bình ấy, thứ ta muốn làm cũng là để bảo vệ cuộc sống được êm ấm. Mục đích ta tới đây ngày hôm nay đã hoàn thành rồi, cô xé tờ giấy kia ra, xoay người lại nhìn cô giáo Tiểu Lộc, nói, mục đích quan trọng nhất là muốn xác định Lục Tân an toàn như thế mới có thể tín nhiệm hắn hơn còn ngươi ít nhất ngươi đã dùng cách này để nói cho ta biết rằng hắn là một người đáng tin cậy ít nhất đáng giá để ngươi dùng tính mạng đi tin tưởng hắn nói đoạn cô đặt tờ giấy có ghi số lên bàn đây là số điện thoại của ta về sau có việc gì ngươi có thể gọi ta cô giáo tiểu lộc nghe trần tinh nói thì thoáng giật mình nhất thời không biết đáp lại như thế nào còn trần tinh thì đi thẳng qua người cô ấy tới cửa khi sắp ra ngoài rồi, cô quay đầu lại cười nói, mặt khác, ta thấy dưới tầng có dán hóa đơn, phải nộp tiền điện nước rồi. Nể mặt lục tân, ta có thể giấu giúp ngươi chuyện tàn trữ súng ống cá nhân, nhưng tiền điện, nước và tiền thuê nhà thì các ngươi phải tự nộp. Chương 194, sự kiện tập kích 8.18 lúc lục tân nhận được cuộc gọi từ hàng băng đã là buổi chiều ngày hôm sau. Lúc này, hắn đã trở lại văn phòng an ninh, bây giờ, Văn phòng an ninh có rất ít người, hầu như mọi nhân viên cảnh sát đều đang bận rộn ở bên ngoài. Trên đường trở về văn phòng an ninh, Lục Tân thấy có rất nhiều chương trình phát thanh, màn hình hiển thị trên các tòa nhà và một số xe tuyên truyền đang chạy tới chạy lui trên đường đều đang liên tục phát những tin tức về sự cố ngộ độc thực phẩm đã gây ảnh hưởng rất lớn đến thành phố vệ tinh số 2. Nghe nói, nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do có người thu thập trái phép nấm độc bị ô nhiễm trong vùng hoang dã. Hiện tại văn phòng hành chính đã mở ra 4 khu y tế để điều trị tập trung miễn phí và cách ly những người bị ngộ độc. Trong bản tin, phát thanh viên nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước để nâng cao đời sống vật chất phong phú của người dân ở thành phố Thanh Cảng một cách thực sự và hiệu quả. Một số người đã bất chấp luật lệ và quy định, không chịu làm việc nghiêm túc mà chỉ muốn nhận được nguồn vật tư miễn phí từ vùng hoang dã." Đây chính là nguyên nhân chủ yếu gây nên sự cố khủng khiếp lần này, được biết Văn phòng hành chính sẽ đưa ra những hình phạt và xét xử nghiêm khắc đối với những người có liên quan. Còn có một vài bác gái đeo băng đô đỏ đang dùng những cái loa lớn hét lên, những người trồng rau trên mái nhà, chú ý. Tập trung dọn dẹp sạch sẽ, nếu bắt được sẽ bị phạt tiền. Trước đó Lục Tân từng nghĩ đến việc văn phòng hành chính sẽ xử lý như thế nào đối với sự cố bùng phát ô nhiễm đặc biệt có ảnh hưởng nghiêm trọng lần này, liệu họ có thực sự công bố cho người dân sự thật về sự cố ô nhiễm tinh thần không? Dù sao thì chuyện này cũng rất khó để che giấu, nhưng sau đó hắn nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Cách xử lý của văn phòng hành chính đơn giản đến lạ thường, then chốt ở chỗ nó vẫn hiệu quả công tác dọn dẹp hậu quả thực sự vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng rõ ràng là bầu không khí tổng thể đã dần trở nên ổn định. Bộ phòng vệ thành phố và cục xử lý ô nhiễm đặc biệt đều rất có kinh nghiệm trong việc xử lý những sự cố như vậy. Trong điện thoại, hàng băng khẽ giải thích với Lục Tân, trước đây, khi Giáo hội Khoa học và Công nghệ đến thăm thành phố vệ tinh số 4, chúng ta đã từng có những trải nghiệm có liên quan. Tuy nhiên, sự cố lần này, bất kể là quy mô hay là tổn thất đều nhỏ hơn rất nhiều so với lần đó. Bây giờ, nội dung ta sắp thông báo cho người chủ yếu sẽ xoay quanh công việc giải quyết hậu quả của sự cố xử lý ô nhiễm đặc biệt lần này. Cuộc tập kích của năng lực giả bên ngoài thành phố được đặt tên là sự kiện tập kích 8.18. Hai loại nguồn ô nhiễm bùng phát trong sự cố lần này lần lượt được đặt tên là sự cố ô nhiễm đặc biệt số 093 có tên mã là bông hồng đỏ và sự cố ô nhiễm đặc biệt số 094 có tên mã là đám người khóc lóc. Bây giờ, chúng tôi có thể xác định hai sự cố này là do những dị biến giả điều khiển chứ không phải tự nhiên hình thành. Tuy nhiên, từ những số liệu kiểm tra trước mắt, hai sự cố ô nhiễm đặc biệt này đều đã được giải quyết. Lục Tân im lặng lắng nghe, sau đó thì thế nào, sau đó là công tác xử lý nhắm vào những năng lực giả bên ngoài thành phố. Hàng băng khẽ trả lời, khi những người đó cướp được bức họa và đột nhập thành phố cao tường, một số nhân viên trinh sát tuần tra bên ngoài thành phố đã đuổi theo, nhưng vì thành phố đang xảy ra hỗn loạn, rất nhiều nhân lực phải tập trung trong thành phố để giải quyết, do đó không thể cử người đến hỗ trợ kịp thời. Trước mắt, chúng tôi đã mất liên lạc với hai nhân viên trinh sát chịu trách nhiệm lần theo dấu vết của bọn chúng. Bọn ta nghi ngờ họ đã bị kẻ địch sát hại. Hiện tại, tổng bộ đã phái ba đội đặc nhiệm cấp B lần theo dấu vết bọn chúng. Tuy nhiên, do thời gian đã trôi qua quá lâu, hơn nữa đối phương đã có những biện pháp chống theo dõi cực kỳ chuyên nghiệp, cho nên... Lục Tân hiểu cô đang ám chỉ điều gì, nên không cắt ngang mà chỉ yên lặng lắng nghe. Bất kể chúng ta có thể thành công lần theo dấu vết những người này hay không, bộ phòng vệ thành phố cũng đã quyết định tiến hành truy nã bọn chúng. Hàng băng lẳng lặng nói trọng điểm, hành vi tập kích thành phố cao tường là không thể chấp nhận được đối với thanh cản, cũng như đối với liên minh. Do đó, bộ phòng vệ thành phố đã chuẩn bị chân dung của dị biến giả tên là Tần Nhiên, cũng như mô tả về năng lực của bọn chúng, đồng thời tiến hành truy nã bọn chúng trong phạm vi của liên minh, đưa ra những phần thưởng rất có giá trị. Hy vọng có thể thông qua sức mạnh của tất cả dị biến giả của liên minh bắt được bọn chúng. Chương 195, ta không chỉ có một mình lục tân im lặng một hồi, sau đó đột nhiên hỏi, treo thưởng bao nhiêu, hàng băng hơi ngẩn ra, thông báo treo thưởng cụ thể vẫn chưa được đưa ra, nhưng ước tính sơ bộ hẳn là từ 3 triệu tệ trở lên. 3 triệu tệ ư? Lục tân hơi kinh ngạc, hơn nữa cảm xúc kinh ngạc này của hắn là hoàn toàn chân thực. Đúng vậy, hàng băng trả lời hắn một cách rõ ràng và nhẹ nhàng, đây là con số được đưa ra từ những đánh giá toàn diện về đẳng cấp năng lực thế lực đằng sau và những thiệt hại mà chúng đã gây ra cho thành phố vệ tinh số 2. Có rất nhiều lệnh truy nã và phần thưởng tương tự ở Liên Minh, thông thường ý nghĩa thực tế của con số này không cao, nó chỉ đại diện cho một loại thái độ. Nếu phần thưởng dưới 10.000 tệ có lẽ chỉ là vi phạm một vài vấn đề nhỏ, điều đó có nghĩa là người bị truy nã đã vi phạm pháp luật của thành phố cao tường, nếu phần thưởng nhiều hơn 10.000 tệ và ít hơn 100.000 tệ điều đó có nghĩa là thành phố cao tường không chào đón bọn chúng. Nếu phần thưởng cao hơn 100.000 tệ và thấp hơn 1 triệu tệ, điều đó có nghĩa là thành phố cao tường rất tức giận và có thái độ rất nghiêm túc đối với vấn đề này. Nếu phần thưởng vượt quá 1 triệu tệ, điều đó có nghĩa là chúng đã động chạm đến giới hạn cuối cùng của thành phố cao tường. Chúng nhất định sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Hằng băng đang nói thì hơi dừng lại, sau đó nói tiếp, tất nhiên, phần thưởng cũng không thể quá cao bởi vì trước đây đã từng xảy ra chuyện có người bị phần thưởng quá cao thu hút nên đã cố tình thao túng một số người gây ra sai lầm lớn, đưa họ đến để đổi lấy phần thưởng, không thể để nó trở thành một vụ làm ăn được. Thì ra còn có nhiều điểm cần chú ý đến như vậy. Lục Tân im lặng một hồi, nghĩ thầm, một triệu tệ thực sự cũng đã rất cao rồi. Sau khi giải thích xong, hàng băng lại nói tiếp, ngoài ra là vấn đề liên quan đến trợ cấp của đăng binh tiên sinh. Trong sự cố ô nhiễm có tính đột ngột quy mô lớn trước đây, đan binh tiên sinh đã giải quyết được sự cố ở trung tâm thương mại vạn chúng. Cấp trên sẽ tính dựa theo thù lao của việc xử lý nguồn ô nhiễm cấp 2. Còn việc xử lý nguồn ô nhiễm đặc biệt có mã số 094 sẽ được tính theo mức xử lý nguồn ô nhiễm cấp 3, cộng với các khoản thù lao khác. Hình như cô cũng biết tính cách của Lục Tân, khi nói về những điều này đã nói một cách chi tiết hơn. Hơn nữa, giọng điệu cũng tương đối thoải mái hơn những điều này không quan trọng nhưng lục tân đột nhiên khẽ lên tiếng cắt ngang lời cô vậy thì hàng băng có vẻ hơi ngạc nhiên những điều này đã còn quan trọng với đan binh tiên sinh rồi sao ngay cả giọng nói của cô cũng đượm chút lo lắng đan binh tiên sinh nếu ngươi có ý kiến gì khác ngươi có thể nói cho ta biết không có không có lục tân vội giải thích chủ yếu là bây giờ ta đang vội làm việc khác không có thời gian để đối chiếu hóa đơn cẩn thận, để tránh xảy ra sai sót, ta nghĩ tốt hơn là nên đợi đến khi ta quay lại, chúng ta sẽ cùng tính toán và đối chiếu. Việc khác ư? Hàng băng hơi thả lỏng, hơi tò mò hỏi, việc gì? Chỉ là một việc nhỏ mà thôi, Lục Tân khẽ nói, vừa rồi ngươi có nói, việc lần theo dấu vết những người đó của bộ phòng vệ thành phố không hề dễ dàng, nhưng ở trong thành phố bọn chúng đã vi phạm nhiều chuyện như vậy, không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng được cho nên ta muốn nộp đơn xin tổng bộ đi công tác một chuyến nghe vậy hàng băng hơi kinh ngạc ngươi muốn đi đi tìm những người đó bắt chúng lại hoặc bắt chúng phải trả giá lục tân nói suy cho cùng chúng đã gây ra vấn đề lớn như vậy hại chết nhiều người như vậy chúng phải trả giá vì tất cả những điều đó đúng không ở đầu dây bên kia hàng băng đột nhiên im lặng dường như Thông qua điện thoại, hắn có thể cảm nhận được sự kinh ngạc và căng thẳng của cô lúc này. Đặc biệt là khi Lục Tân nói về vấn đề này với giọng đơn giản như vậy, càng khiến cô cảm thấy có chút không chân thực. Đang, đang binh tiên sinh. Khi lên tiếng trở lại, giọng nói của hàng băng đã trở nên hơi lắp bắp. Việc, việc, việc lần theo dấu vết của những đoàn kỵ sĩ này là một vấn đề vô cùng phức tạp. Hơn nữa thông thường đều do Bộ Phòng vệ thành phố chịu trách nhiệm. Vả lại, vùng hoang dã cũng có rất nhiều mối nguy hiểm sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và chi viện của chúng tôi ở trong thành phố cao tường sẽ khó mà theo kịp, đang binh tiên sinh, độ khó của vấn đề này, có phần. Không sao. Lục Tân nhận ra sự khó xử của hàng băng, nên nhẹ giọng giải thích ta không cần chi viện, chỉ cần bên trên đồng ý là được. Hàng băng nghe vậy lại càng kinh ngạc hơn, ngươi. Ngươi muốn một mình lần theo dấu vết bọn chúng sao? Không phải. Lục Tân lắc đầu, khẽ cười rồi nói, ta không chỉ có một mình. Hết tập 9